Chúng tôi, Thiếu tướng Võ Kim Lang, Chỉ huy trưởng Đoàn nữ quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa do Ngài Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đồng nhiệm cùng toàn thể quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc công, kính mời đồng bào, anh chị em cùng nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Hôm nay thứ ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021, lạy đấng tối cao, thượng đế, trời Phật và hồn thiên sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con. Mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác lời cầu nguyện chấm dứt. Kính mời anh chị chương trình ngày hôm nay để ủng hộ cho vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta. Ngày xưa chúng ta đi mang theo quê hương, ngày về có đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa hân hạnh tiếp tục xin. Để trước khi bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Việt Nam Đào Minh Quân. Đào Minh Quân, anh hùng cứu mỹ dân Việt, quên thân mình ngày ngày tự lo Việt nước, quang vinh Việt Nam. Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam, Đào Minh Quân, xây cơ đồ hồn thiêng sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Quên thân mình ngày ngày tự lo việc nương, một lời thề vì dân chiến đấu không ngày ngần, vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam, Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam, Đào Minh Quân, xây cơ đồ hồn thiêng sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu, lên soi sáng khắp địa cầu. Kính thưa đồng bào, quý vị
và các bạn trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh thân mến. Mới đây mà đã trôi qua, một tuần trôi qua rất là nhanh. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau tại nơi đây. Thật là vui phải không quý vị? Thì trước tiên thì chúng tôi cũng muốn thông báo đến cho đồng bào một tin rất là vui. Phải nói là rất là vui cho người dân Việt Nam chúng ta hiện nay. Thì quý vị có biết rằng là vừa rồi là coi như kết quả bầu chọn vị anh hùng của Hoa Kỳ, tức là bầu chọn vị anh hùng của Hoa Kỳ, vị trí số 1 là thuộc về 58.721 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến tại Việt Nam, được Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và giới chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời xây Lục Giác Đài, tức là để tưởng niệm tại tụ nghĩa đường sa mạc Adelanto, California, tức là USA. Cái số phiếu mà vote bầu chọn là được 136 phiếu, tức là vị trí số 1 là 58.721 quân nhân Hoa Kỳ đó quý vị. Đó, được Đức Quốc Công và những giới chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đó đã xây cái Lục Giác Đài, tức là để mà tưởng niệm ở tại tụ nghĩa đường đó. Thì cái điều này người dân Việt Nam chúng ta phải nói thật sự rất là hãnh diện lây đó, là được vote 136 phiếu đó, ở trên toàn thế giới đó quý vị thấy không. Rồi vị trí số 2, tức là vị trí số 2 là quý vị biết rằng vị trí số 2 là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Đó, là quý vị biết là tức là Tổng thống thứ 3 của Việt Nam Cộng Hòa hiện nay. Vị anh hùng, tức là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là Tổng thống thứ 3 Việt Nam Cộng Hòa, là vị anh hùng của hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam. Đó, người đã cống hiến trên 50 năm chiến đấu, tức là không ngừng nghỉ, chiến đấu không ngừng nghỉ vì hòa bình, tự do và dân chủ cho Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Vị chiến binh kiên cường với quyết tâm sắt đá, quyết diệt tuyệt chế độ Cộng sản tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Thì với số phiếu bầu cho Đức Quốc Công là được 130 phiếu, tức là vị trí thứ 2. Thì cái điều này quý vị thấy không? Để cho toàn dân Việt Nam chúng ta phải nói rất là vinh dự, rất là tự hào và rất là hãnh diện. Đó, hãnh diện về vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa của nước Việt Nam chúng ta. Thì Đức Quốc Công là vị trí thứ 2. Đó, để cho quý vị thấy tức là Tổng thống Đào Minh Quân là anh hùng của Hoa Kỳ và Việt Nam. Đó, được bầu chọn đó quý vị. Đó, là vị trí thứ 2. Tức là chúng ta phải rất là vui. Thì chúng ta phải hoan hô Tổng thống Đào Minh Quân muôn năm, đúng không? Hoan hô Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân muôn năm. Đó, quý vị thấy hãnh diện không? Đó là một tin rất là vui. Vì vậy mà quý vị biết á, là Hoa Kỳ luôn ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, chứ Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận Cộng sản. Chúng ta phải nên hiểu rõ điều này nha. Đó, không bao giờ chấp nhận Cộng sản. Đó, thì quý vị biết vị trí thứ nhất, chúng tôi xin nhắc lại, vị trí thứ nhất là thuộc về 58.721 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến tại Việt Nam, được Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và giới chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời xây Lục Giác Đài để tưởng niệm tại tụ nghĩa đường sa mạc Adelanto, California, USA. Đó, số phiếu được bầu chọn là 136 phiếu, là vị trí thứ nhất. Còn vị trí thứ hai là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta là được 130 phiếu,
là vị trí thứ hai. Rồi còn vị trí thứ ba là Tổng thống Donald Trump. À, Tổng thống Donald Trump là vị trí thứ ba, là được bầu chọn với số phiếu vote là 115 phiếu. Đó. Quý vị thấy không? Chúng ta rất là vui mừng, hãnh diện về điều này nha quý vị. Cho nên á, người dân Việt Nam chúng ta phải tự tin, phải có đức tin vào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, phải có niềm tin vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đó, phải có đức tin nơi Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, vị lãnh tụ khả kính của chúng ta. Đó. Đó, chúng ta phải nói là lãnh tụ. Tại sao? Tại vì lãnh đạo, nhiều lãnh đạo tạo lãnh tụ. Cho nên quý vị thấy tụi Tàu Cộng không? Nó dùng cái từ lãnh tụ cho cái tên Hồ Chí Minh đó. Đó là lãnh tụ đó. Nhưng mà quý vị biết không? Tàu nó không có cái từ ngữ gì hết, đó là của Việt Nam chúng ta. Đó, bây giờ Đức Quốc Công của chúng ta là lãnh tụ khả kính. Đó, ngài là anh hùng. Đó, là anh hùng của hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam. Đó, là vị anh hùng được bầu chọn là vị trí thứ hai. Và Tổng thống Donald Trump là vị trí thứ ba, là Đức Quốc Công chúng ta được tổng cộng 130 phiếu. Vote á, được vote bầu 130 phiếu. Còn Tổng thống Donald Trump là vote 115 phiếu. Để cho chúng ta thấy á, là người Mỹ người ta rất là 130 phiếu. Được vote 130 phiếu thì Đức Quốc Công chúng ta là vị trí thứ hai. Còn Tổng thống 15 phiếu là vị trí thứ ba. Đó. Thì cái điều mà chúng tôi phổ biến ở đây, cái thông báo ngày hôm nay thì đó là một tin rất là vui để cho toàn dân Việt Nam chúng ta biết được đó, là hôm nay chúng ta vị Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta là anh hùng của hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam. Ở quý vị. Rồi. Để cho chúng ta biết được cái điều đó thì chúng ta phải loan tin cái tin vui này đi. Và chúng tôi quý vị phải biết rằng, đồng bào phải biết rằng hiện nay người toàn dân Việt Nam chúng ta, đất nước của chúng ta đó là có một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, là một chính phủ thật sự chính danh hợp pháp và chính nghĩa, đã được Hoa Kỳ song hành hơn 30 năm và được 27 Liên hiệp Âu Châu công nhận và ủng hộ, đó là thế quốc tế. Và hiện nay Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta được trên 8 triệu phiếu của người dân Việt, của người dân Việt Nam trên toàn thế giới, tức là từ trong ra ngoài nước, đã bầu chọn ngài là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đệ tam. Đó thì quý vị nên nhớ rằng đó là chúng ta có chính phủ, chúng ta có tổng thống, chúng ta có chiến lược trưng cầu dân ý và chiến lược ký đập mặt Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông. Đó là hai cái chiến lược đó để mà tiêu diệt Đảng Cộng sản, nhổ cỏ tận gốc rễ Đảng Cộng sản tại Việt Nam. Đó, thì chúng ta phải biết cái điều đó mà cùng nhau để mà trưng cầu dân ý. Nếu như đồng bào nào mà chưa trưng cầu dân ý để mà bầu chọn Đức Quốc Công, thì bây giờ trước tiên chúng tôi muốn nói về cái hiện trạng của đất nước Việt Nam hiện nay của chúng ta. Thì quý vị biết đó, chúng tôi xin phép đi chỉnh lại cái wifi một chút xíu nha quý vị, wifi nó hơi bị yếu. Rồi chúng tôi xin phép được tiếp tục. Chúng tôi chỉnh cái wifi lại một chút xíu. Thì hôm nay chúng tôi trôi qua một tuần, thì chúng tôi tiếp tục lên đây để gặp lại đồng bào,
gặp lại anh chị em chúng ta, để chúng ta có cơ hội để mà chia sẻ với nhau những cái điều rất là quan trọng hiện nay. Thì quý vị có biết không, thì trong một thời gian gần đây, tức là trong một cái tháng 7 này, tức là đại dịch Covid Vũ Hán đã gọi là bùng nổ, gọi là bùng phát, nhất là thành phố gọi là Sài Gòn đó, Sài Gòn, Gia Định, Thủ Đức, rồi nó lan tỏa đến các vùng quê. Thì chúng ta thấy đó, chỉ có người dân mà giúp với người dân mà thôi. Chỉ có người dân chúng ta với một cái tình thương yêu, tình đồng bào, có cái tấm lòng bác ái để mà giúp đỡ, giống như là lá lành đùm lá rách, rồi thậm chí là lá rách đùm lá nét. Thì thật sự chúng tôi cũng đã xem được rất nhiều video đó, cái tình gọi là tình người đó. Thì khi mà hoạn nạn thì mình mới biết được cái tình người, đúng không? Cái lúc mà hoạn nạn thì có nhau, có nghĩa là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng đó, coi như là cái tình tương thân tương trợ với người dân chúng ta, giúp đỡ nhau. Thì cái điều này thật sự là chúng tôi rất lấy làm rất là cảm kích và ngưỡng mộ những anh chị em, cô chú bác, các cháu đã có một cái tấm lòng đối với tình người, đối với người dân của chúng ta, để chúng ta giúp đỡ một miếng bánh mì, một ổ bánh mì, hay là một vài gói mì gói, hay là một hộp cơm, hay là một vài lít xăng, hay là một ít tiền đó, rồi lương thực, thức ăn. Thì thật sự chúng tôi rất là cảm động. Chúng tôi thấy những cái hình ảnh đó, đúng như vậy, hoạn nạn mới thấy cái tấm chân tình của người dân của mình, người dân của mình đối với người dân của mình. Thì chúng ta thấy đó, đồng bào, tại sao chúng tôi gọi là đồng bào? Tại vì chúng ta cùng một bào thai, cùng một người mẹ Việt Nam mà ra. Đó, thì không ai có thể chia cắt được cái tình cảm thiêng liêng đó, đúng không? Đó, chúng ta cùng một bào thai, bởi vậy thành thử ra chúng ta mới dùng cái từ là đồng bào. Đó, thì chúng ta yêu thương nhau, giúp đỡ nhau trong những lúc hoạn nạn, tức là cái đại dịch khó khăn đó. Rồi thì còn nhà nước của cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do những tên đầu sỏ cộng sản, thì chúng nó ở đâu? Đây, thứ nhất là Nguyễn Phú Trọng, thứ hai là Nguyễn Xuân Phúc, thứ ba là Tô Lâm, rồi Phạm Bình Minh, và đặc biệt là Phạm Minh Chính. Phạm Minh Chính là thủ tướng Cộng sản Việt Nam hiện nay, đã lên làm thủ tướng mấy tháng nay. Thì những tên này chết tiệt ở đâu? Năm tên đầu sỏ cộng sản này núp ở đâu? Ở trong kẹt trong cái hốc nào? Hả, tôi hỏi quý vị, ở đâu mà không lo cho dân? Trong khi tên Phạm Minh Chính trích ra trong cái ngân sách, trong cái ngân quỹ 3.700 tỷ đồng để mà tổ chức gọi là cái cuộc bầu cử đó, cái đại hội bầu cử đó, để mà trong khi đó đó là cái tên của Phạm Minh Chính là có sẵn trong cái là thủ tướng rồi, chúng nó sắp xếp hết rồi, mà chúng nó bỏ ra 3.700 tỷ, mà trong khi đó người dân chúng ta phải nói là, quý vị thấy chưa, đó, cái mùa dịch này ai tạo ra? Là Đảng Cộng sản nó tạo ra. Tại sao? Tại vì chính chúng nó toa rập với tàu cộng để mà đem con virus Vũ Hán đó vào đất nước Việt Nam chúng ta. Tại sao mà trước kia mà dịch virus Vũ Hán nó xuất xứ từ bên tàu, thì đáng lý ra một chính quyền mà có trách nhiệm với người dân, lo cho dân, thì phải đóng ngay cửa khẩu, đúng chưa nào? Phải đóng ngay cửa khẩu, không cho bất cứ một người dân tàu nào đi qua, bén mảng qua bên đất nước của chúng ta thì mới đúng. Và phải đóng cửa khẩu, và khi mà những người mà nước, những nước khác đến chúng ta thì phải kiểm tra, xét nghiệm sức khỏe. Còn nếu ai mà dương tính, chúng ta phải cách ly và chữa trị.
Chứ bây giờ chính chúng nó, chính những tên đầu sỏ ở cửa, mở cửa khẩu, quý vị thấy không? Từ khi mà dịch virus Vũ Hán xảy ra ở bên Tàu, từ những con bán những con thú gì mà con nhím, con thú gì mà thú hoang dã chợ Hoa Nam ở bên Tàu, thì quý vị thấy á, là những tên đầu sỏ này nè mở cửa tan quan để cho cái bệnh dịch tất cả các nơi mà tụ tập về đó, về Sài Gòn, về Việt Nam chúng ta, để mà lây lan cho người dân chúng ta. Quý vị thấy không? Rồi chết, từ bữa giờ chết phải nói là ít nhất là phải trên 1.000 người. Đó là con số chúng ta biết. Rồi có những con số chúng ta không biết. Rồi đến nỗi quan tài hòm con đem vào các cái lò thiêu quả táng, không có thiêu kịp nữa, phải chất thành đống củi vậy đó, để dài. Đó, rồi quý vị thấy chưa? Trong khi người dân chúng ta phải nói là sống không bằng chết, từ bữa giờ, quý vị thấy đó. Và chúng tôi cũng thấy những rất nhiều video clip để mà nói lên những cái cảnh tượng mà không thể tưởng tượng nổi. Có bao giờ đất nước Việt Nam, người dân nước Việt Nam chúng ta mà phải đi ăn xin không quý vị? Phải xè tay đi xin từng ổ bánh mì, xin từng gói mì, xin từng hộp cơm, xin từng miếng nước, lang thang rách rưới, tức là ngoài đường, không chốn dung thân, không nơi nương tựa. Còn đảng Cộng sản, còn những tên đầu sỏ Cộng sản, chúng nó là tay sai của Tàu Cộng. Đó, chúng nó không cho người dân đi ra khỏi nhà, nhưng mà nó không đem lương thực, nó không đem thức ăn đến, thì người dân lấy cái gì mà ăn? Thì bắt buộc người ta phải đi kiếm ăn. Rồi đi kiếm ăn, bước ra đường thì phạt. Đi rút tiền ATM, lại ra cái cây ATM rút tiền 1 triệu thì nó phạt 3 triệu. Rồi người chết thì tràn gian, không nơi chôn cất. Rồi đem cách ly. Cách ly cái gì mà mấy trăm người mà đem vào một cái khu vực đó, không có y tá chăm sóc, không thuốc men, không cho ăn cho uống, bỏ đói bỏ khát, thì thứ nhất là chết, chết đói cũng là chết. Rồi người mạnh mà nó nói dương tính thì nó đưa đi cách ly, thì có phải là đi chung vào cái chỗ đó thì có phải là cũng phải là bệnh hay không? Rồi bệnh ít sẽ sinh bệnh nhiều, thì bệnh nhiều là chết thôi. Mà chết đến nỗi cũng chưa có đem xác liền nữa. Từ 3 giờ chiều mà đến 5 giờ sáng, nội mà quý vị biết cái tử khí, cái khí tử đó, cái người chết, cái hơi chết đó, vi trùng đó, nó bay xong ra thì người mạnh cũng bị lây luôn đó. Nói chung là bây giờ rất nhiều cái cảnh tượng thương tâm mà chúng ta không kể xiết. Thì chúng ta thấy đó, chưa bao giờ người dân Việt Nam của chúng ta mà phải sống ở trên cái thế gian này còn hơn là cái địa ngục nữa, hơn là cái địa ngục trần gian. Trong khi đó những tên đầu sỏ Cộng sản, quý vị có biết không, nó ngồi ở trong biệt thự, biệt điện đó, biệt phủ, biệt điện của chúng nó đó, villa biệt thự đó, nó đi siêu xe, rồi nó đi ăn nhà hàng 5 sao, nó ăn sơn hào hải vị, nó ăn thịt bò bít tết, thịt bò Úc, bò Mỹ, nó ăn rau sạch, nó uống rượu tây nha, dư giả, thừa mứa. À, lớp ăn lớp bỏ, tiền thì tiền triệu là triệu đô la đó, nhiều triệu đô la đó đó quý vị. Những tên đầu sỏ Cộng sản đừng có nói gì, cỡ như cấp mà quận huyện là cũng đã giàu rồi, giàu đó là từ mồ hôi xương máu nước mắt của người dân, mà chúng nó đành đoạn, chúng nó đi ăn nhà hàng 5 sao trong lúc này, chúng nó ở coi như là biệt điện, chúng tôi nói là biệt điện, biệt thự đó, mà nhìn người dân đau khổ như vậy đó. Thì quý vị thấy không, Cộng sản nó là máu lạnh, nó không có nước mắt. Nó là máu lạnh, nó không có nước mắt, cho nên nó không có biết thương dân, mà nó cướp nhà, cướp đất của dân. Trong khi người dân trồng mì, mì còn non, rồi cướp đất của dân, người dân mới năn nỉ, thôi thì ông chủ tịch xã gì đó, thôi thì để ráng 2 tháng cho chúng, rồi các ông hãy lấy đất. Không,
không đồng ý, cho nhổ mì non, cho nhổ sạch sẽ hết. Đến nỗi mà người dân người ta đến đến nhà cái tên chủ tịch đó đó, người ta quỳ, người ta lại, người ta khóc. Người ta khóc không kể xiết, khóc bù non bù nớt, khóc cái là kêu gào thấu tận trời xanh. Mà trong khi cái tên chủ tịch này ngồi trong biệt thự ăn nhậu uống rượu tây, ăn sung sướng tỉnh bơ, ngồi nhìn người dân than khóc quỳ lại ở dưới sân nhà. Quý vị có mấy một cái thời đại nào, một cái đất nước nào mà người dân chúng ta phải khổ sở như vậy không? Tài sản của mình, của cải của mình, sức lao động của mình trồng ra, trồng mỗi người bao nhiêu mẫu mì đó mà không được hưởng, mà năn nỉ lại lục khóc lóc cái tên chủ tịch này để 2 tháng nữa để cho người dân chúng tôi thu hoạch đi, rồi ông hãy lấy đất. Không là không, sai người đến nhổ sạch sẽ. Quý vị thấy chưa, triệt con đường sống của người dân chúng ta, triệt con đường sống của nhân dân chúng ta. Cộng sản nó là máu lạnh, nó không có biết thương dân, nó là hiện thân, nó là ác quỷ. Tại sao? Tại vì cái đảng cộng sản này là của Tàu, do cái tên Hồ Chí Minh đó, nó là Tàu Cộng, nó là Việt Giang, nó là Tàu Cộng, nó là thổ phỉ, nó lập ra cái đảng cộng sản, nó đẻ ra, nó nặng ra cái đảng cộng sản. Rồi đảng cộng sản bây giờ mới nặng ra thêm cái nhà cầm quyền, gọi là nhà cầm quyền của cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để nó đối xử với người dân. Chúng tôi nói thật chứ quý vị, cái đại dịch Vũ Hán này, cái virus Vũ Hán này không phải riêng gì nước Việt Nam, nó đã xảy ra trên khắp thế giới, tất cả các nước trên thế giới. Nhưng mà các nước của người ta, chính phủ người ta quan tâm, lúc nào cũng quan tâm, chú tâm đến đời sống của người dân của họ. Đó, thí dụ có một người nào bệnh là người ta cách ly vào bệnh viện, là có y tá chăm sóc sát sao, từng giờ từng phút, thuốc men đầy đủ, có cách điều trị 10 ngày hết bệnh đưa về, vẫn sống như thường. Chứ không phải là cái, còn cái chuyện chết là cái chuyện là phải nó bất đắc dĩ thôi. Đó, cái chuyện đây là ngoài ý muốn bất đắc dĩ. Còn ở nước Việt Nam chúng ta đó, là đó, tụi cộng sản hiện nay đó, quý vị có biết không, hiện nay là cái tên Phạm Minh Chính, tức là cái tên Phạm Minh Chính là hiện là thủ tướng của Cộng sản Việt Nam, đúng không? Thì bây giờ ra tiếp một cái nghị quyết 12 mười mấy đó không biết, tức là cách ly 15 ngày nữa. Rồi 15 ngày nữa xong tiếp tục ha, hết mà, rồi cách ly 15 ngày nữa. Thì nó sẽ cách ly hoài thôi. Nhưng mà nó cách ly, nó nhốt người dân ở trong nhà, ai ở trong đó không được ra nha. Thì chúng tôi đồng ý, à, dịch virus phải ở trong nhà, nhưng mà phải lo lương thực, thức ăn, thực phẩm cho người dân, phải cung cấp cho người dân. Đó, thí dụ người nào nghèo đó, không có tiền đóng phòng trọ, phải cho tiền người ta, cho tiền người ta tiêu xài. Như ở bên Mỹ này cũng vậy, chính phủ phải cho tiền người dân, đem lương thực, thức ăn, thực phẩm, rau, củ quả, trái cây, sữa đầy đủ đến cho từng nhà người dân. Nói cho quý vị biết, bánh kẹo đầy đủ, sô-cô-la đầy đủ. Nói cho quý vị biết. Còn cái nhà cầm quyền cộng sản, tại vì nó là của Tàu, cho nên hiện nay đó là Tàu Cộng nó đang kềm kẹp, kềm tỏa người dân chúng ta. Nó kềm tỏa cả những tên đầu sỏ cộng sản luôn. Những tên đầu sỏ cộng sản làm theo cái chỉ thị của bên Tàu, nó chỉ định qua. Bây giờ nó biểu là phải làm như thế này, là phải làm như thế này. Tại vì quý vị biết nó lợi dụng, tại vì cái âm mưu của Tàu Cộng nó rất là thâm độc, nó rất là thâm độc một cách gọi là hiểm ác và tinh vi. Thì nó nói bây giờ mình cứ lợi dụng cái dịch virus Vũ Hán này đi, để mình giết dân Việt Nam, giết dân đi. Tại sao? Giết để nó lấy đất, nó lấy lãnh thổ của chúng ta mà thôi, chứ nó không có cần người dân của chúng ta đâu, thưa quý vị. Nói cho quý vị biết. Vì vậy mà từ bữa giờ quý vị thấy không, biết bao nhiêu là, phải nói là những cái cảnh mà người dân phải hứng chịu từng ngày, nó chà đạp cái nhân quyền của người dân, nó trấn lột, nó chà đạp, nó ức hiếp, nó lợi dụng cái dịch virus Vũ Hán để mà nó môi móc, nó làm tình, làm tội, làm tiền người dân bằng đủ mọi cách. Cái gì nó cũng phạt, ngồi trong nhà nó vô nó cũng kiếm chuyện phạt, ngồi trước hiên nhà hàng ba nó cũng phạt,
Bây giờ đói quá chạy ra mua ổ bánh mì nó cũng phạt. Tôi hỏi quý vị, người dân đã không làm gì ra tiền, lấy cái tiền đâu mà đóng phạt? Nhưng mà nó phải phạt. Còn không phạt nó lôi lên phường, nó đánh đập, nó tra tấn, thậm chí nó giết chết. Đó. Cho nên chúng ta thấy đó, cho nên người dân chúng ta phải nhìn ra Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là của người Việt Nam bầu lên, lập lên, không phải do dân. Cho nên chúng nó không vì quyền lợi của dân, mà chúng nó chỉ là ăn cướp, ăn cướp chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa ở ngoài miền Bắc, tính luôn miền Bắc là gần một thế kỷ, để mà chúng cai trị, thống trị người dân chúng ta cho đến ngày hôm nay. Rồi chúng nó lợi dụng cái đại dịch virus Vũ Hán đó để mà nó giết dân chúng ta thôi. Thì bây giờ quý vị thấy đó, hễ mà cái thuốc chủng ngừa của Mỹ thì nó đem ra ngoài Hà Nội, nó chích cho cái đám đảng viên của nó, con cháu đảng viên của nó, dây mơ rễ má của nó, đúng không? Còn bây giờ nó đem bao nhiêu triệu liều vào Sài Gòn để nó chích Sài Gòn, Thủ Đức, nói chung là dân từ miền Nam, thì nó chích cho người dân chúng ta. Chẳng khác nào nó đem người dân chúng ta giống như con chuột bạch mà nó đi thí nghiệm vậy đó. Rồi nó chích như vậy, biết trong cái thuốc tàu phù á, cái tàu phù tức là thuốc của tàu cộng, nó có cái gì ở trong đó. Rồi tôi hỏi quý vị, nó chích vào chúng ta rồi chừng 5-10 ngày sau nó thấm vô rồi mình chúng ta chết. Chúng ta chết thì nó nói tại vì bị dịch virus Vũ Hán chết thôi. Đúng không nè? Chứ nó đâu có nói tại nó chích ngừa mình chết đâu. Cho nên cái thuốc chích ngừa đó không có tin tưởng được. Nếu mà thuốc của tàu cộng thì người dân chúng ta thà đừng chích, mình tự giữ sức khỏe mình tốt hơn. Đó, thì đồng bào hãy dùng cái bài thuốc tứ đoạn giao mà Đức Quốc Công đã truyền dạy cho chúng ta, cho chúng tôi. Tức là quý vị lấy 4 thứ: xả, gừng, nghệ, tỏi, rửa sạch, rồi lấy mỗi thứ một ít, đâm dập, nấu nước, uống nước ấm ấm, uống một ngày 2 lần, 2 ly nhỏ thôi, uống nhiều nó nóng, nhưng mà chúng ta uống thường xuyên. Đó, sáng 1 ly, chiều 1 ly. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, quý vị hãy xúc nước muối, nước ấm một ngày 3 lần, mình khò vô cái cuống họng của mình. Tại vì thường cái con virus đó, con vi trùng thì nó vô nó bám ngay cái cuống họng của mình á. Thì quý vị biết không, giống như là mình bị cảm cúm vậy, mình khó chịu, rồi mình ho, mình ngạt cổ họng, thì quý vị phải xúc nước muối cho mặn, cho nhiều, cho ấm vô một ngày 3 lần. Rồi cái điều thứ ba nữa là quý vị, nếu quý vị cảm sốt ho thì quý vị phải nấu nước xong để mà xong. Thì có phải rằng, chúng tôi nhắc lại, cái thứ nhất là uống 4 thứ: xả, tỏi, gừng, nghệ, nấu 4 thứ đó uống là nha. Cái điều thứ hai nữa là xúc nước muối. Cái điều thứ ba là nấu nước xong, mà xong mỗi ngày. Thí dụ mình bị sốt, bị ho, mình ráng mình xong trong vòng tuần lễ. Thì quý vị biết không, thì khi mà chúng ta bị nhóm bệnh á, chúng ta phải điều trị liền. Tại vì mình không làm thì khi con virus đó, con vi trùng đó, nó chừng 4 ngày, sau 4 ngày thì nó sẽ xuống cái lá phổi của mình á. Đó, nó nằm ở dưới đó, rồi nó làm cho mình khó thở và bắt đầu mình ngộp thở, mình tắc thở. Cho nên rất nhiều người chết vì cái trường hợp đó, vì họ không có biết. Cho nên chúng ta phải phổ biến, truyền tải cho nhau để mà chúng ta tự chúng ta phải cứu chúng ta. Thì như vậy đó, thì quý vị đồng bào nên ở nhà. Tại vì ở nhà thì giàu gì mình cũng có điều kiện, mình nấu một miếng cháo ha, một miếng cháo hay là một miếng sữa hay là một miếng nước để mình có mình uống trong cái lúc mà mình bệnh đó. Thì mình cũng nên cách ly với người nhà, tức là mình đừng có sử dụng, xài đồ chung, ăn uống chung để mình cách ly cho mọi người. Nhưng mà cái đó nó giống như là cảm cúm mà thôi. Cho nên chúng ta phải cố gắng mà giữ gìn sức khỏe tại nhà, không có chích thuốc ngừa của tàu cộng nha quý vị. Đó là cái điều mà chúng tôi nhắn gửi đến đồng bào ở trong nước. Rồi thì bây giờ chúng tôi á, hôm nay chúng tôi lên đây thì cũng sẽ phổ biến thông báo cũng quan trọng từ văn phòng thường trực đến cho đồng bào. Đó. Thì quý vị có biết không,
Trước khi quý vị có biết Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, ngài rất thấu hiểu, chia sẻ và yêu thương đồng bào Việt Nam chúng ta ở trong nước, phải nói rất rất là nhiều, phải nói là tình thương của ngài bao la vô bờ bến. Và đặc biệt là với chị em phụ nữ, tức là đàn bà trẻ em đó, thì quý vị biết ngài luôn gọi là bảo vệ nhân quyền, bảo vệ nhân phẩm, phẩm cách, tức là của người phụ nữ đó, của người phụ nữ Việt Nam đó, ở trong cái xã hội. Trong khi đó quý vị thấy đó, tụi công an cộng sản Việt Nam chúng nó coi người phụ nữ chúng ta rất là rẻ rúng. Đây nè, để tôi chấm thôi cho quý vị xem. Tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã dạy cho những tên công an, an ninh của Cộng sản Việt Nam phải nói rằng thành những cái con dã thú, chúng tôi nói là dã thú, rất là độc ác, rất là độc ác. Để chúng tôi đọc thông báo rồi chúng tôi sẽ giải thích thêm cho quý vị hiểu thêm. Thì bây giờ trước mắt chúng tôi sẽ cho quý vị xem cái video clip này cũng ngắn thôi, để cho chúng ta thấy được là tụi Cộng sản Việt Nam, tụi tức là công an Cộng sản Việt Nam nó độc ác như thế nào. Đây quý vị xem một đoạn ngắn thôi nha quý vị. Quý vị thấy chưa? Đây là bà phó tổng thống Hoa Kỳ. Đây là bà phó tổng thống Hoa Kỳ. Tức là đó, thì chúng tôi cho quý vị xem, trước mắt quý vị xem, đó là một cái video có chừng khoảng 10 giây thôi. Thì để cho chúng ta thấy đó, là công an của Cộng sản Việt Nam, phụ nữ của chúng ta, phụ nữ Việt Nam, tức là đàn bà, trẻ em, nó đánh hết. Quý vị thấy một tên đó, thì nó lấy cái tay nó đẩy cái lưng người phụ nữ này, người đàn bà này. Rồi công an một tay thì tay trái nó kẹp cái cổ, tay phải thì nó giọng vô mặt. Đó là những người mặc sắc phục đấy nha, những người mặc sắc phục công an đấy nha. Đó, mà chúng tôi muốn nhắc lại cái điều này để cho những công an cộng sản mà làm tay sai, đó, làm tay sai cho những tên đầu sỏ cộng sản, tức là làm tay sai cho lệnh trên đó ha, thì phải biết rằng là các anh em đang làm những cái chuyện gọi là tán tận lương tâm đó, đàn áp, áp bức, tức là gọi là bạo hành, bạo lực đó. Đó là chỉ có loài dã thú mới đánh như vậy thôi, mới đánh người phụ nữ như vậy thôi, chứ không có. Tại vì mà công an của Cộng sản Việt Nam là loài dã thú, là bạo lực của công an Cộng sản Việt Nam để mà đàn áp nhân dân đó, mà trong khi đàn áp bạo hành người phụ nữ, đàn bà phụ nữ. Thì tôi hỏi quý vị, sắp tới đây là nữ phó tổng thống nha, nữ phó tổng thống gọi là Kamala Harris. Cái cảnh này Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận nha. Bây giờ nếu mà nữ phó tổng thống Hoa Kỳ mà viếng thăm Việt Nam mà thấy những cái cảnh mà công an của Cộng sản Việt Nam, người đàn bà phụ nữ Việt Nam như vậy, thì không bao giờ đó. Thì cái tội đó là rành ra đó nha. Đó là chỉ là một cái điển hình nhỏ thôi, còn rất nhiều nữa. Thì chúng tôi cũng nói trong cái mục 2.3.11
của trong cái hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa có ghi rõ là 12.3.11 ở cái trang gọi là trang 24. Trang 24 thì chúng tôi đọc cái đoạn ngắn này cho quý vị nghe, cho những công an cộng sản nghe, là đặc biệt tất cả các nhân viên thành phần tòa án, viện giám sát, công an, an ninh, cảnh sát giao thông, kể cả công an, an ninh, cảnh sát hợp đồng dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, dù mặc sắc phục hay là không mặc sắc phục, ở bất kỳ cấp bậc nào, đã có tai tiếng tham nhũng hối lộ hay từng dùng quyền hành để hà hiếp, cướp bóc, làm tiền, hãm hại dân chúng, nếu bị dân tố giác và có bằng chứng phạm pháp, sẽ bị truy tố và trừng trị thích đáng. Đó là luật pháp của Đệ Tam, của hiến pháp, trong hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã ghi rõ. Thì cái video clip ngắn vừa rồi đó là bằng chứng phạm pháp của công an an ninh Cộng sản Việt Nam đã đánh người phụ nữ của chúng ta một cách dã man, tàn bạo. Đó là loài dã thú chứ không phải là con người nha quý vị. Mà những tên công an này là đang mặc sắc phục. Đó. Thì chúng ta thấy trong một đất nước mà công an an ninh là để mà bảo vệ người dân, để mà lo an ninh, để mà giữ gìn an ninh trật tự cho người dân an cư lập nghiệp, chứ không phải là để đánh dân một cách dã man như vậy. Mà trong khi đánh ai? Đánh người phụ nữ tay yếu chân mềm, tay không có một tấc sắt, tay trên tay không có một tấc sắt để mà tự vệ. Trong khi đó chúng nó thì đông như là coi như là như cái đàn diều hâu á, cái đàn sói ở trong rừng á, chạy ra nó đông như vậy đó. Mà quý vị biết nó đánh một tên nó thì nó cặp cổ, một tay phải nó dậm vô mặt, nó dậm nó thôi vô mặt. Rồi còn cái tên kia đó thì lấy cái tay ấn cái lưng của người phụ nữ này để cho cái người kia đánh. Quý vị thấy không? Nó đánh bầy đàn. Đó, nó là chó sói ở trong rừng, là cái loài dã thú. Đó, cho nên nó mới tàn bạo tàn ác như vậy. Tại sao nó tàn ác quý vị? Tại vì cái chủ thuyết cộng sản nó tạo ra những con người như vậy. Quý vị có biết rằng Hồ Chí Minh hồi trước kia, năm 1950 thôi, là nó đã, khi mà nó cướp được cái miền Bắc rồi, nó tuyển chọn những cái trẻ em mồ côi từ 9 tuổi đến 15 tuổi, nó đem qua bên Quảng Tây, nó đào tạo, tức là nó dùng những con người Việt Nam từ 9 đến 15, nó qua bên Quảng Tây, nó đào tạo lại. Nó đào tạo, nó cho học hành rất là giỏi, học các môn luôn. Đó, tiếng Tàu, tiếng gì, tiếng Anh, tiếng Tàu gì nó cho học hết. Ha, tiếng Việt, tại vì người Việt mà. Thành ra quý vị thấy không? Cho nên chúng nó là dùng đào tạo huấn luyện ra. Đó, rồi sau này lớn lên thành đạt. Là những người đó là nó huấn luyện, quý vị biết đó, nó cưng như trứng mỏng gì đó. Để làm gì? Để nó sau này nó lót vào cái guồng máy Bộ Chính trị Trung ương Đảng, để mà nó cai trị người Việt Nam chúng ta. Sợ đó, tên Hồ Chí Minh đó. Cho nên lúc nào cũng bác và đảng thôi. Thì ngày hôm nay chúng ta phải nhận ra Hồ Chí Minh là ai. Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh chỉ là một tên Việt gian, chỉ là một tên thổ phỉ. Tên thật là Siêu Công Lĩnh, con của tên Siêu Công Quán, quê tại Vân Nam bên Tàu. Đó. Thì Mao Trạch Đông thời đó lợi dụng Hồ Chí Minh giống cái tên Nguyễn Ái Quốc là thư ký người Việt Nam. Khi mà người thư ký người Việt Nam này, cái tên Nguyễn Ái Quốc này bị chết cháy tại Thư viện Hồng Kông năm 1930, thì mới đưa cái tên Hồ Chí Minh này đó đem qua Việt Nam để giả làm Nguyễn Ái Quốc, để mà nó cướp nước chúng ta, mà người dân chúng ta đã mê lầm gần một thế kỷ rồi. Ngày hôm nay phải sáng mắt ra nha, quý vị phải sáng mắt ra đi, để mà cùng nhau cứu lấy đất nước của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không tỉnh ngộ, không tỉnh thức, không sáng mắt, thì đất nước chúng ta sẽ thuộc về Tàu Cộng đó. Để từ đây nè, từ bữa giờ 1 tháng 7 đây, quý vị thấy nó giết công khai không? Nó giết bằng đủ mọi cách đó. Đồng ý là dịch virus là chết, nhưng mà chúng nó lợi dụng cái dịch này để nó làm cho tình trạng gọi là trầm trọng hơn, bi đát hơn. Nó đâu có chữa trị đâu quý vị. Ai mà dương tính đợi chờ chết đi. Đó. Chết mà thậm chí chưa có đem xác đi nữa. Để mười mấy tiếng mới đem.
rồi nó cho chết từ từ đi, rồi quý vị thấy đó, chết từ từ đi đó. Cho nên quý vị biết đó, chúng ta phải đoàn kết. Bởi vậy mới có câu đoàn kết là chết hết, mà chia rẽ là chết lẻ tẻ. Chúng ta cứ chia rẽ với nhau, chúng ta không biết đoàn kết yêu thương nhau thì chúng ta sẽ chết lẻ tẻ. Còn như nếu chúng ta đoàn kết thì cộng sản nó sẽ chết hết, chứ không phải chúng ta chết hết, mà cộng sản nó sẽ chết hết. Tại vì đoàn kết là sức mạnh đó, đoàn kết là sức mạnh thì cộng sản nó sẽ chết hết. Thì chúng ta đoàn kết bằng cách gì? Chúng ta phải bảo ban nhau, rỉ tai nhau, truyền đạt cho nhau là chúng ta đang có một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân. Và Đức Quốc Công đã đưa ra một cái chiến lược trưng cầu dân ý để cho đồng bào Việt Nam chúng ta, đó, tất cả người dân chúng ta, ai chưa trưng cầu dân ý thì phải trưng cầu dân ý. Tại vì chúng ta phải trưng cầu dân ý để chúng ta chấp nhận, chúng ta đồng ý là Đức Quốc Công là vị tổng thống của nước Việt Nam Cộng Hòa hiện nay. Và khi quý vị trưng cầu dân ý thì quý vị sẽ trở thành công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì sau này quý vị sẽ hưởng những cái quyền lợi chính đáng của một công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Còn nếu như quý vị không trưng cầu dân ý thì sau này quý vị sẽ không có cái quyền lợi, những cái quyền lợi chính đáng đó. Đó, chúng tôi nói rõ. Thì để tiếp theo sau đây chúng tôi sẽ phổ biến một cái thông báo đến cho quý vị đồng bào cùng nghe. Quý vị thấy đó, cộng sản nó đâu có thương dân mình. Tại vì cộng sản nó đâu có phải là người Việt Nam đâu mà nó thương dân mình quý vị. Nó là người Tàu. Nó là người Tàu. Bây giờ là nó phải làm theo lệnh Tàu, nó làm theo lệnh trên. Nó làm theo lệnh trên. Đó, cho nên á là nó không có thương dân chúng ta. Và hiện nay nó đang tìm mọi cách, nó theo cái lệnh Tàu đó, nó tìm cách nó giết dân chúng ta đó quý vị. Nó giết bằng đủ mọi cách. Bây giờ mà nó xin lỗi, nó mà chích ngừa cho người dân mình á là thuốc của Tàu Cộng á. Cái thuốc đó, thứ nhất là nó đang có cái âm mưu nó diệt chủng dân mình. Thì mình không biết là nó bỏ trong cái thứ thuốc đó là cái loại có cái gì ở trong đó. Rồi chích vô khoảng chừng, nó không chết liền nha quý vị, nhưng mà khoảng chừng nửa tháng sau mình chết đó, hay là một tháng sau mình chết. Thì chừng khi mình chết á thì nó đổ thừa đó, nó tại vì dịch virus thì chết thôi, bị dịch Vũ Hán thì chết thôi đó. Thế này, cái dịch mà virus Vũ Hán đó, nó không có đáng sợ bằng cái virus mà virus cộng sản đâu quý vị. Cái con vi trùng cộng sản này nó ghê gớm lắm. Đảng cướp này, cái đảng cướp là đảng Cộng sản Việt Nam, là nó có ngân sách lâu dài, nó có tổ chức nguy hiểm mà rất là độc ác. Tại vì cái đảng cướp này từ bên Tàu, cái chủ thuyết này là từ bên Tàu nó đưa qua, cái tên Hồ Chí Minh nó du nhập qua nước chúng ta. Cho nên ngày hôm nay quý vị thấy không, có cái đất nước nào mà người dân chúng ta phải đi ăn xin ăn mài mà khổ sở vô cùng tận không? Không sao, thì đồng ý là chúng nó có phá gì phá, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng, chúng ta cứ nói, quý vị cứ ủng hộ xe ra đó. Nó sợ mình nó mới phá đó, nhưng mà nó sợ thì nó cũng sắp tan rã rồi, nó không có tồn tại đâu quý vị, nó không có tồn tại đâu. Đó. Để chúng tôi muốn nói một số hình ảnh để mà quý vị thấy người dân chúng ta nè, để cho quý vị coi nha. Người dân chúng ta quỳ lại nè, ha, quỳ lại nè. Đó. Người dân chúng ta quỳ lại để mà xin đó là 2 tháng nữa quỳ lại cái tên chủ tịch này nè. 2 tháng nữa hãy lấy đất. Quý vị thấy ở trên đời này, ở trên thế gian này, trên thế giới này, có người dân nào
mà khổ sở không? Có đất, có nhà mà lao động cực khổ mà không được hưởng. Mì còn non, năn nỉ 2 tháng nữa đi rồi hãy lấy đất. Không, bác đi nhổ, cho quân đi nhổ để lấy đất, cướp đất của người dân. Đó, quý vị thấy không? Chúng tôi chỉ cho quý vị coi sơ vài cái thôi. Rồi người dân, rồi nó đánh dân nè. Đây nè, đó, công an đánh dân, quý vị thấy chưa? Đó, công an đánh dân nha. Nó đi cướp đất người ta. Rồi á, cái cậu thanh niên này đi quay video thì nó đánh, thấy chưa? Quý vị thấy không? Tôi cho quý vị coi sơ vài clip đi rồi tôi sẽ đó. Như vậy đó quý vị. Đó, quý vị thấy chưa? Đó, chúng tôi coi soi sơ thôi. Còn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều cảnh mà rất là đau lòng. Đó, rất là đau lòng. Đó, rồi đây nữa nè. Nhiều lắm. Đó. Rồi đây nữa nè, cướp đất nè. Đó, cướp đất của người dân nè. Đó. Nó cướp đất. Nó xóa sổ, tức là nó đền cho dân có 60.000 đồng một mét thôi, một mét vuông, rồi nó bán lại là 29 triệu đồng một mét vuông, trên lệch 483 lần. Đó, nó cướp mấy trăm căn nhà, quý vị thấy chưa? Đó, quý vị thấy không? Là cộng sản đó, là cộng sản đó. Thì bây giờ người dân chúng ta đã sáng mắt, sáng lòng rồi, thì chúng ta phải có cách gì để chúng ta giải thể đảng cộng sản? Chúng ta phải có cách gì? Chúng ta phải dẹp đảng cộng sản, vứt đảng cộng sản vào sọt rác. Chúng ta phải dẹp cái chủ thuyết cộng sản, không để cho chúng nó tồn tại trên đất nước, trong cái xã hội Việt Nam chúng ta. Nha quý vị. Thì sau đây chúng tôi xin đọc cái thông báo của ngày 27 tháng 7 năm 2021 vừa qua. Cho nên những năm tên đầu sỏ cộng sản Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Phạm Bình Minh và Phạm Minh Chính. Hiện nay chúng nó đang thiếu nợ Đức Quốc Công ngập đầu, nói cho quý vị biết. Đang thiếu nợ Đức Quốc Công ngập đầu. Đó, quý vị thấy hình của Đức Quốc Công của chúng ta rất là hiền hòa, rất là phải nói là đây nè, cho quý vị xem. Đó. Hình của Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta, hình Đức Quốc Công của chúng ta, ngài rất là anh minh sáng suốt, ngài rất là hiền hòa, rất là độ lượng, nhân từ, bác ái, thương dân yêu nước, vô bờ bến. Đó, chúng ta thấy đó. Chính phủ chúng ta có chiến lược, có chiến lược để mà triệt tiêu đảng cộng sản. Đây, để cho quý vị xem lời của Đức Quốc Công đã huấn từ cho chúng ta, đã đanh thép ngài nói rằng, đó, Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta rất là phải nói là trương phi đỉnh đạt. Tà thuyết cộng sản của ngoại nhân do cái tên Hồ Chí Minh nó du nhập vào Việt Nam thì đáng lẽ phải cáo chung từ lâu rồi. Nhưng bởi dân ta ngộ nhận nuôi dưỡng nên quả này mới tồn tại cho đến hôm nay. Chỉ cần người dân đừng sợ hãi, nhìn rõ vào sự thật, không hợp tác với chúng thì chúng phải tan rã thôi. Đó quý vị, thì chúng phải tan rã thôi. Đó. Chúng tôi thì có nhiều điều muốn lên đây để mà chia sẻ với đồng bào, phổ biến đến cho đồng bào biết được những cái gì sự thật. Chúng tôi chỉ phổ biến, loan tải những cái sự thật mà chúng ta cần nên biết. Chúng ta biết chúng ta mới cứu nước được chứ, đúng không? Còn chúng ta không biết làm sao chúng ta cứu nước quý vị. Làm sao chúng ta cứu nước? Để chúng tôi đọc thông báo ngày 27 tây tháng 7 cho quý vị nghe.
Quý vị chờ tôi, chờ chúng tôi một chút xíu, tại vì mạng nó hơi yếu. Nhưng mà không sao, không sao, chúng ta phải cố gắng thôi. Quý vị biết á, là Cộng sản hiện nay nó sợ, nó đang rất sợ Đức Quốc Công của chúng ta. Mà chúng nó đang tìm đường tẩu thoát đó quý vị. Đang tìm đường tẩu thoát đó, chứ không có đơn giản đâu. Tại vì nó biết nó phải tan rã rồi, nó không tồn tại được nha, nó không có tồn tại được đâu quý vị. Cái thông báo này rất là quan trọng, chúng tôi muốn phổ biến đến cho bà con cô bác nghe để biết được, để cho thấy Cộng sản nó ghê gớm cỡ nào. Đây là 18 tên đầu sỏ Cộng sản, chúng tôi cho quý vị xem 18 tên đầu sỏ Cộng sản nè. Đó, đã có danh sách rồi nè. Đó, Nguyễn Phú Trọng nè. Đó, Nguyễn Xuân Phúc nè, Phạm Minh Chính nè, Vương Đình Huệ nè. Đó, Phạm Bình Minh nè, Nguyễn Văn Nên nè. Rồi Tô Lâm nè. Đó quý vị thấy không? Đó. Rồi, để tôi coi cho quý vị xem, đó là 18 tên đầu sỏ nè, Đinh Tiến Dũng nè, đó, 18 tên đầu sỏ nha. Đây quý vị thấy không, đây, Giọt Nước Mắt Cho Quê Hương, là quyển sách này nói về cái chuyến con tàu định mệnh, con tàu huyền thoại Venkare 0602 đó quý vị. Rồi, chứ quý vị thấy Đức Quốc Công của chúng ta không? Ngài rất là, phải nói là hiền hậu. Đây nè, thiếu ánh sáng. Rất là hiền hậu nha quý vị. Đó, để chúng tôi sẽ đọc cái thông báo này cho quý vị nghe. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực, Lấy lại đất tổ, Không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Tại sao đồng bào mạnh mẽ ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân ngày 27 tháng 7 năm 2021? Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, trái với các bản tin của bọn truyền thông bất lương đăng tải, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin sẽ công du Hà Nội để nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ. Mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép. Sự thật, trong chuyến công du tại Đông Nam Á, ông Austin sẽ ghé thăm Việt Nam 2 ngày nhằm tái khẳng định mối quan hệ quốc phòng giữa Hoa Kỳ với các quốc gia tại Á Châu và nối lên sự cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực. Sự cam kết lâu dài của Mỹ đối với khu vực là mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép. Theo thông cáo ngày 19 tháng 7 của người phát ngôn của Bộ Quốc phòng John F. Kirby. Nhưng quan trọng hơn cả là để chứng minh Đông Nam Á và Israel là một phần thiết yếu trong kiến trúc Ấn Độ-Thái Bình Dương của chính quyền Hoa Kỳ. Chuyến công du của Austin là xem xét lại hệ thống quốc phòng của Cộng sản Việt Nam và các trang bị gần đây do Hoa Kỳ viện trợ để bảo vệ an toàn khu vực Biển Đông-Thái Bình Dương, và chuyến viếng thăm Việt Nam của nữ phó tổng thống Mỹ sắp tới. Do đó, mọi người nên mạnh mẽ biểu lộ quyền dân chủ, buộc Cộng sản Việt Nam phải đứng đắn thực thi nhân quyền, nhất là đối với đàn bà và trẻ em.
Bọn chúng đang bị theo dõi và chế độ tà quyền cộng sản phản dân hại nước tất nhiên là phải bị cáo chung trong thời gian tới đây. Đó, thì quý vị thấy cái đoạn này nè, quý vị thấy không? Đây là một tin vui cho đồng bào Việt Nam chúng ta. Thì sắp tới đây là cái bọn tà quyền cộng sản mà phản dân hại nước thì chúng nó sẽ cáo chung. Quý vị nên biết rằng người đất nước của chúng ta, người dân của chúng ta hiện nay trong nước đó thì đang được Hoa Kỳ và quốc tế, gọi là Hoa Kỳ theo dõi, chú ý theo dõi, chứ không phải là đừng đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng nó đừng có nghĩ rằng mà chúng nó làm cái gì mà ở nước ngoài này quốc tế và Hoa Kỳ không biết đâu. Hoa Kỳ biết hết. Nhưng mà tới cái ngày chúng nó phải cáo chung thì quý vị biết cáo chung rồi đó, là phải giải tán thôi, không thể nào tồn tại thêm nữa. Mà quý vị biết rằng cái ngày mà 14 tháng 4 năm 2021 vừa qua đó, mà tòa án môi trường quốc tế phán quyết đó, phán quyết tức là Đức Quốc Công mà thắng kiện tàu cộng, tức là Tập Cận Bình đó, 38.000 tỷ Mỹ Kim đó, tại tòa án môi trường quốc tế đó, thì quý vị biết cái số tức là cái số ENC 201215, đúng không, ngày 14 tháng 4 năm 2021, thì quý vị biết rằng là cộng sản nó biết nó không còn đường để mà nó không thể nào tồn tại nữa. Vì vậy cho nên chúng nó đang tẩu tán tài sản đó quý vị, đang tìm cách tẩu tán tài sản, và sắp tới đây chúng nó sẽ tẩu thoát. Tại sao? Tại vì quý vị thấy đó, tại sao trong cái điểm thời dịch này mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã công du, tức là công du Hà Nội để làm gì? Mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép, nâng cấp quan hệ Việt Mỹ. Nâng cấp quan hệ Việt Mỹ này không có nghĩa là nâng cấp quan hệ là giữa là đảng Cộng sản Việt Nam với Hoa Kỳ đâu nha quý vị. Việc này đúng, việc này là Việt Nam, nhưng mà là Việt Nam Cộng Hòa. Nâng cấp Việt Mỹ là Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà Mỹ nó đang dọn đường. Nó đang, tại vì nó cũng muốn á, những tên đầu sỏ Cộng sản này ra đi một cách êm thấm, một cách êm dịu, để mà bàn giao chính quyền lại cho Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Nói cho quý vị biết luôn, nói cho quý vị biết. Cho nên á, nhưng mà cái tụi truyền thông bất lương á, là quý vị biết, nó làm lợi cho Cộng sản. Tại sao nó làm lợi cho Cộng sản? Tại vì nó ăn tiền Cộng sản quá nhiều. Cộng sản thuê mướn nó quá nhiều, từ hồi nào giờ nó ăn nhiều quá thì nó mở miệng nó đâu có dám nói sự thật. Nếu mà nó nói sự thật thì nó chết, đúng không? Mở miệng ra mà nói thật là mắc quay hàm. Vì vậy mà chúng nó phải xuyên tạc và xuyên tạc, nói ngược lại sự thật. Cho nên chúng tôi mới nói là đó là truyền thông bất lương. Thì ở trong nước trên 800 tờ báo lề đảng đó nói chỉ có một chiều thôi. Có bao giờ nó dám nói lên cái sự thật tội ác của Cộng sản, đảng Cộng sản không? Có dám không? Nó có dám nói Hồ Chí Minh này là không phải là người Việt Nam không? Làm sao dám? Nhưng mà sờ sờ đó, sự thật đó là sự thật. Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam. Hồ Chí Minh là Việt gian. Giả dạng người Việt là Việt gian. Chúng tôi gọi là Việt gian, thổ phỉ. Là tội đồ của dân tộc Việt Nam. Chứ đừng có nói là bác và đảng nha quý vị. Cho nên chúng ta phải đem hình Hồ Chí Minh vứt vào sọt rác. Và chúng ta, quý vị, đồng bào trong nước phải đem cái lá cờ máu mà do Hồ Chí Minh nó du nhập vào nước Việt Nam chúng ta. Nó đem cái lá cờ máu đó từ ở bên Tàu, nó đem ở tỉnh Phúc Kiến, nó đem vào nước Việt Nam chúng ta. Mà nó để cho dân Việt Nam chúng ta ngày hôm nay đổ máu quá nhiều, chết chóc quá nhiều. Thì người dân chúng ta không thể nào chấp nhận cái điều đó. Không thể nào chấp nhận Cộng sản. Và chúng ta đang có một chính phủ thật sự, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, là chính danh, hợp pháp và chính nghĩa.
hiện là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Tổng thống Đào Minh Quân là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Đó. Thì cho nên cái thông báo, cái bản tin này rất là quan trọng. Chúng tôi sẽ giải thích thêm cho quý vị hiểu. Thì quý vị thấy đó, không phải tự nhiên mà Bộ trưởng gọi là Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin mà rảnh để mà đi qua Việt Nam đâu. Trong khi cái mùa dịch bùng nổ này, nhưng mà phải có lý do mới đi chứ, đúng không? Đi qua Việt Nam để mà sắp xếp, để mà dọn đường, để mà Hoa Kỳ nó hộ tống Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân trở về nắm chính quyền. Nói cho quý vị biết, nắm chính quyền. Tại vì Đảng Cộng sản tới hồi cáo chung rồi. Nói cho quý vị biết là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân chúng ta đã biết trước cái chuyện này. Sau khi mà quý vị biết, sau khi mà Đức Quốc Công thắng cái vụ kiện 38.000 tỷ Mỹ Kim ngày 14 tháng 4 năm 2021 vừa qua, tức là cách đây là có phải là tính đến nay là hơn 3 tháng, thì Đức Quốc Công cũng đã huấn từ ở trong FCC với chúng tôi. Ngài nói rằng từ đây đến ngày mà Cộng sản nó tan rã, tức là nó cáo chung đó, nó tan rã, thì nó sẽ gây phong ba bão táp lớn lắm. Thì bằng chứng là tháng 7 này quý vị thấy đó, nó gây sóng gió, nó gây phong ba bão táp lớn lắm, tức là nó giết dân mình đó, quý vị có biết không? Đức Quốc Công đã nhìn ra trước điều đó rồi, nói cho quý vị biết. Tại vì chúng nó biết chúng nó phải cáo chung, chúng nó phải tan rã. Thì quý vị biết khi mà con thú dữ, thú hoang dã trong rừng mà nó bị trúng một mũi tên của thợ săn ngay cái đầu, thì trước khi nó chết có phải rằng nó gầm rống lên rồi nó dãy đành đạch nó mới chết không? Chứ đâu phải tự nhiên mà nó chết một cách nhẹ nhàng, êm dịu đâu, không có. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng vậy thôi. Chúng nó biết chúng nó phải tan rã, nhưng chúng nó phải cố tình, phải quậy, gây sóng gió, để trước khi mà chúng nó không còn tồn tại nữa đó, thì chúng nó để lại một cái đất nước Việt Nam hoang tàn đổ nát là một cái đống xà bông, và làm cho người dân chúng ta, đó là âm mưu thâm độc tinh vi của Tàu Cộng, nó cố tình để nó gây ra một cái chết cho người dân chúng ta, chết rất là nhiều. Đó là một cái thảm họa, thảm trạng. Đây là một đại nạn của dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta, chứ không phải là gọi là cái đại dịch Covid bình thường đâu quý vị. Cái dịch Covid á, Vũ Hán, cái dịch Covid Vũ Hán này á, không phải riêng gì nước Việt Nam chúng ta chịu đựng đâu. Trên thế giới quý vị biết là rất nhiều người, rất nhiều nước trên thế giới cũng bị. Nhưng người ta khắc phục được. Chính phủ người ta lo cho dân, quan tâm đến người dân. Người nào mà chết thì cực chẳng đã lắm là mới chết. Còn người ta vẫn khắc phục được và có rất nhiều người hết bệnh. Còn tại Việt Nam chúng ta, tại sao mà ai mà dương tính là chết, không thể nào cứu được? Tại vì cái Đảng Cộng sản, cái nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản, nó đâu có cứu người dân đâu, nó đâu có chủ trương cứu người dân chúng ta đâu quý vị. Tức là nó cầu cho người dân mình cứ bị dương tính đi, rồi ta đem mày vô đó đó, đi cách ly vô đó rồi chờ chết đi đó chị thôi. Hãy dương tính là chết. Nó cho chết mà, chết bớt mà. Đó là âm mưu thâm độc của Tàu Cộng. Và cho nên chúng nó muốn tiếp tục cai trị người dân chúng ta, cho nên chúng nó luôn luôn gây cái sự chia rẽ, hiềm khích với nhau giữa vùng miền Nam, Trung, Bắc chúng ta. Dân tộc chúng ta chia rẽ với nhau, hiềm khích với nhau để mà ganh ghét nhau, gọi là coi như là hận thù với nhau, không ưa nhau, để cho chúng nó tiếp tục cai trị chúng ta. Cho nên chúng tôi muốn nhắn gửi, nhắc nhở đến người dân đồng bào chúng ta trong nước, chớ có bị mắc mưu của cái Đảng Cộng sản là tay sai của Tàu Cộng. Và hiện nay năm tên đầu sỏ Cộng sản là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, là chúng nó cũng đang bị lệnh trên là ở bên Tàu, nó kèm tỏa, nó kèm kẹp, nó sai cái gì làm cái đấy, rồi nó cho tha hồ giết dân, tha hồ cướp của. Người dân chúng ta đau khổ như vậy đó. Từ hồi nào tới giờ, quý vị thấy người dân của chúng ta, nhất là miền Nam Sài Gòn, có khi nào
mà đi ra đường mà đi quỳ đi xin ăn không hả, lê lết đi xin ăn không quý vị? Xin ăn trên chính cái quê hương của mình, trên cái ngôi nhà của mình, đi xin từng ổ bánh mì, từng hộp cơm, từng bó rau, xin từng mì gói, xin từng chai nước. Có bao giờ mà chết đói chết khát như vậy không quý vị? Ai tạo ra cái cảnh này? Là Cộng sản Việt Nam, là Đảng Cộng sản Việt Nam, là tay sai của Tàu Cộng. Chúng cố tình tạo ra cái cảnh này để giết dân chúng ta. Cho nên chúng tôi muốn nói với đồng bào rằng, đồng bào hãy an tâm, chúng ta đang có một chính phủ thật sự đi với đang giúp dân cứu nước. Chúng ta đang có Tổng thống Đào Minh Quân đang giúp dân cứu nước. Thì quý vị biết theo cái thông báo này, thì chúng tôi nhắc lại cho quý vị biết, thì cái bọn truyền thông bất lương, quý vị để ý đi, có một cái video clip ngắn thôi, chúng tôi thấy hầu như khoảng chừng chắc cũng khoảng chưa đến 10 phút, thì thấy coi như là cái vị Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, tức là Lloyd Austin đó, rồi khi mà đến Hà Nội đó để mà làm việc với những tên gọi là cán bộ ở Hà Nội đó, chúng tôi nói là cán bộ, thì quý vị thấy không, cái tầm vóc của một quốc gia mà không biết được một chữ tiếng Anh cắn cơm nữa, một chữ cắn cơm không biết, nói tiếng Việt, mà nói tiếng Việt đâu phải nói từ trong cái trí tuệ mình ra đâu quý vị, phải có người viết sẵn cho văn bản, cúi xuống vậy nè đọc nè, nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mà cúi xuống vậy đọc à, rồi một bên thì nói tiếng Việt, còn ông Bộ trưởng Lloyd Austin thì nói tiếng Mỹ đó, nói tiếng Mỹ. Cho nên là ai nói người đó hiểu. Tôi hỏi quý vị, có thể người Mỹ người ta sẽ hiểu tiếng Việt đó, nhưng mà người Việt có hiểu tiếng Mỹ không? Có hiểu tiếng Anh không? Hả? Lãnh đạo đại diện một quốc gia mà không biết tiếng Anh, thì tôi hỏi quý vị trình độ những tên đó tới đâu? Quý vị thấy cái Việt Nam Cộng hòa chúng ta đó, từ thời đệ nhất là cố tổng thống Ngô Đình Diệm, khi mà đi tiếp xúc hay là đi gọi là giao dịch với những vị coi như là những vị nguyên thủ của nước của Mỹ, của nước ngoài, thì phải nói tiếng Anh như gió vậy, nói ro ro như gió, như là người Mỹ. Và cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng vậy đó, toàn là những vị trí thức tài ba, giỏi giang, có đạo đức, có tài năng đó, giao tiếp với người Mỹ, giao thương, nói tiếng Mỹ như gió. Và hiện nay Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta cũng rất là giỏi. Cho nên cho quý vị biết, nói chuyện với người Mỹ không cần nhìn sắc, nhìn vở, nhìn gì hết đó, nói từ trong cái trí tuệ ra, trong gọi là cái bộ não ra thôi đó. Như vậy mới là nguyên thủ quốc gia chứ. Còn những cái tên đầu sỏ cộng sản có đáng không quý vị? Có xứng đáng là lãnh đạo đất nước không? Hả? Một tiếng Anh không có biết cái gì hết. Khi mà cái quý vị thấy không, chúng tôi cũng tình cờ thấy cái clip đó, chúng tôi có xem qua một chút đó, đi tiếp xúc với bộ trưởng quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Lloyd Austin mà không nói được tiếng Anh, nói tiếng Việt mà phải nhìn vô giấy mới nói được. Trời ơi, vậy thì tôi hỏi quý vị trình độ những cái tên đó tới đâu? Có xứng đáng không? Có xứng đáng lãnh đạo đất nước Việt Nam không quý vị? Đó. Cho nên sự thật, trong cái chuyến công du tại Đông Nam Á thì ông Austin sẽ ghé thăm Việt Nam 2 ngày. Thì vừa rồi có ghé thăm Việt Nam 2 ngày để mà nhằm tái khẳng định cái mối quan hệ quốc phòng giữa Hoa Kỳ. Đó, tái khẳng định mối quan hệ quốc phòng giữa Hoa Kỳ là mở ngoặc đơn. Mở ngoặc kép và đóng ngoặc kép. Đó. Thì quý vị biết á, tức là Hoa Kỳ đã ghé Việt Nam để xem tình hình, để mà sắp xếp để mà dọn đường để mà hộ tống Tổng thống Đào Minh Quân về nước, chứ không phải là tự nhiên đi thăm mấy cái tên cộng sản đâu. Quý vị biết rằng á, Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận cộng sản, không bao giờ chấp nhận những tên đầu sỏ cộng sản đâu. Cái chúng nó chỉ có cái là ương hèn cúi đầu ha, tức là ương hèn, hèn với giặc Tàu mà ác với dân Việt,
Đừng có tưởng rằng Hoa Kỳ không biết gì. Đừng có nghĩ rằng Mỹ không biết gì. Lầm rồi. Đảng Cộng sản Việt Nam lầm rồi. Hoa Kỳ nắm rất rõ. Và chính phủ chúng ta, Đức Quốc Công có đầy đủ bằng chứng tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói cho quý vị biết. Rất đầy đủ bằng chứng, vật chứng, nhân chứng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và những tên công an Cộng sản Việt Nam là tay sai, là theo lệnh trên để mà đàn áp, cướp bóc, cướp giật, đánh đập, nhất là những phụ nữ, đàn bà, phụ nữ, trẻ em. Tội đó rất là nặng. Sau này nè, luật pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa không có dung tha đâu. Cho nên chúng tôi muốn nhắn gửi những tên công an, an ninh Cộng sản Việt Nam, hãy mà tu tâm dưỡng tánh lại đi, hãy mà quay đầu về với chính nghĩa dân tộc đi ha, còn kịp. Còn các anh em mà cố tình cấu kết với Cộng sản Việt Nam để mà bắt bớ người dân, cướp nhà, cướp đất của dân, rồi thì đánh đập người dân, hà hiếp người dân, trấn lột người dân, áp bức người dân, bắt người dân lên phường để mà đánh đập, thì chúng tôi nói cho các anh em công an, an ninh biết, đó là tội đại hình đó. Thì sau này luật pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa không có dung tha đâu nha quý vị. Chúng tôi nói rõ cho quý vị biết luôn đó. Thì quý vị biết á, tức là theo cái thông cáo ngày 19 tháng 7 của người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng tức là John F. Kirby. Nhưng quan trọng hơn cả là để chứng minh Đông Nam Á và ASEAN là một phần thiết yếu trong cái kiến trúc Ấn Độ-Thái Bình Dương của chính quyền Hoa Kỳ. Chuyến công du của ASEAN, tức là của ông Lloyd Austin đó quý vị, là xem xét lại hệ thống quốc phòng của Cộng sản Việt Nam và các trang bị gần đây do Hoa Kỳ viện trợ để bảo vệ an toàn khu vực Biển Đông, Thái Bình Dương và chuyến viếng thăm Việt Nam của nữ phó tổng thống Mỹ sắp tới. Đó, sắp tới đây là nữ phó tổng thống Mỹ sẽ đến viếng thăm Việt Nam. Thì quý vị biết tại sao trong cái tình hình này, trong cái thời gian căng thẳng này, trong cái đại dịch này mà phó tổng thống Mỹ sẽ đến viếng thăm Việt Nam 2 ngày để xem những cái tên cộng sản này nó đối xử với người dân ra làm sao. Đó, nó có tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tôn giáo hay không. Cho nên nhân cái dịp này thì người dân của chúng ta phải mạnh dạn lên, can đảm lên. Đó, đi ra đường để mà chào đón. Đó, để mà đứng lên. Tức là đứng lên để mà mạnh mẽ cái biểu lộ, tức là quyền dân chủ. Tại vì chúng ta là một người công dân trong đất nước phải có dân chủ. Chúng ta phải mạnh mẽ biểu lộ quyền dân chủ để cho nữ phó tổng thống Mỹ này thấy được là chúng ta không có dân chủ. Chúng ta đang bị bịt miệng, đang bị bịt tai, đang bị bịt mắt. Đó. Thì buộc Cộng sản Việt Nam phải đứng đắn thực thi nhân quyền, nhất là đối với đàn bà và trẻ em. Bây giờ không còn gì để mà mất nữa, không còn gì để mà sợ chúng nó nữa. Mà hiện nay những tên đầu sỏ cộng sản đang rất sợ Đức Quốc Công của chúng ta, đang rất sợ Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta. Cho nên quý vị thấy không, bây giờ nó dựa vào virus Vũ Hán, cái nó nói 15 ngày cách ly, 15 ngày cách ly, hết 15 ngày này tới 15 ngày khác, để nó nhốt người dân ở trong nhà để làm chi, nó không cho ăn uống gì trơn, để mà chết dần chết mòn. Rồi khi mà đến khi mà nữ phó tổng thống Hoa Kỳ mà đến viếng thăm Việt Nam á, thì không thấy ai hết trơn á. Thì nó nói dịch Vũ Hán ở trong nhà rồi không thấy ai hết trơn. Thì cho nên á, quý vị biết không, người dân của chúng ta mà không mạnh mẽ biểu quyết cái dân quyền, cái nhân quyền, thì để cho phó tổng thống, tức là nữ phó tổng thống Hoa Kỳ thấy được cái điều đó, thấy được cái tiếng nói của người dân. Bây giờ chúng ta không có gì phải sợ chúng nó nữa hết. Bây giờ quý vị sợ, quý vị ngồi im, quý vị cũng sẽ chết. Sẽ chết, nó sẽ giết mình chết. Nó giết cách này, cách kia, cách nọ. Tại vì nó theo lệnh của Tàu Cộng, nó phải giết mình. Đó. Rồi nó lợi dụng cái dịch Vũ Hán này, nó giết dân mình. Mà cái dịch Vũ Hán này không đáng sợ bằng dịch Cộng sản.
không đáng sợ. Thì quý vị thấy là qua kỳ mà đến viếng Việt Nam, để mà giải quyết vấn đề, vấn nạn cho Việt Nam. Cho nên quý vị biết á, là cái tội mà truyền thông bất lương á, thì nó nói một cách khác. Nó nói à, Việt Nam chúng ta lúc này ngon quá rồi ha, được qua kỳ qua để mà liên hệ quốc phòng, liên hệ làm ăn này ở Biển Đông thế này thế nọ. Xin lỗi quý vị nha, ở tại Biển Đông hiện nay đó, những cái hàng không mẫu hạm, những cái tàu chiến từ các nước đồng minh của chúng ta đó, Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada hay là Nhật hay là Đại Hàn, Anh, Pháp, là coi như đầy ở Biển Đông rồi đó. Nói cho quý vị biết. Cho nên á, quý vị nên nhớ rằng á, tại vì Hoa Kỳ á, là phải dựa vào Hiến chương Liên Hiệp Quốc, dựa vào cái luật pháp của quốc tế. Mà trong khi Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân của chúng ta là đi bằng công pháp quốc tế. Nói cho quý vị biết. Mà cái công pháp quốc tế này nằm trong cái sách lược là trên 30 năm rồi, chứ không phải là mới đây tự nhiên mà có. Cái sách lược mà Đức Quốc Công đã thực hiện trên 30 năm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải biết cái chiến lược của Đức Quốc Công là trưng cầu dân ý và ký đập mặt Hồ Chí Minh. Đó. Để mà giải tán Đảng Cộng sản, để mà nhổ cỏ tận gốc rễ Đảng Cộng sản qua hai cái chiến lược đó. Người dân của chúng ta quá ư là đau khổ, ngày hôm nay quá ư là sáng mắt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta không có chấp nhận Cộng sản tồn tại trong cái xã hội Việt Nam chúng ta, thì chúng ta phải hành động chứ, đúng không? Chúng ta phải hành động, chứ không thể nào để cho nó tồn tại. Để chúng tôi tiếp tục đọc thông báo này xong rồi chúng tôi sẽ nói tiếp cho quý vị nghe. Đó. Thì sắp tới đây là sẽ có nữ phó tổng thống đến viếng thăm Việt Nam chúng ta 2 ngày. Chúng ta phải mạnh mẽ để mà biểu lộ quyền dân chủ, buộc Cộng sản Việt Nam phải đứng đắn thực thi nhân quyền, nhất là đối với đàn bà và trẻ em. Đảng Cộng sản Việt Nam, bọn chúng đang bị theo dõi, và chế độ tà quyền Cộng sản phản dân hại nước tất nhiên là phải bị cáo chung trong thời gian tới đây. Thì lúc trước ngày 22 tháng 8 năm 2020 thì Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có bài viết trả lời những người thắc mắc hỏi tại sao Đức Quốc Công càng bị đánh phá thì đồng bào lại càng ủng hộ ngài mạnh mẽ đông đảo hơn. Đó. Nay chúng tôi nhấn mạnh và khẳng định rằng điều này không có gì lạ, vì trong suốt gần 100 năm cận đại, tuy có nhiều biến cố trên quê hương mà cuộc đời của ngài đang trở thành huyền thoại. Cho dù đó là những câu chuyện thật về sự nhẫn nại, hy sinh tận hiến của ngài khiến nhiều người ngạc nhiên lẫn khó chịu, nhưng mà dù muốn hay không, sự thật vẫn là sự thật. Nhiều người đã bắt đầu nhìn nhận rằng chưa thấy có người Việt nào biểu lộ hay là bày tỏ được tinh thần dấn thân yêu nước, thương dân như ông Đào Minh Quân. Ba trạng từ vô bờ bến để diễn tả tấm lòng chân thành, yêu thương, phục vụ đồng bào của ông thật không sai. Thậm chí có người đã so sánh sự hy sinh của ông giống như là Đức Phật, Đức Quỳnh Giáo Chủ, hay cũng gần giống như hành trình của Thánh Môi Sen được Thiên Chúa hướng dẫn, chỉ lối đưa dân Do Thái đến vùng đất hứa. Để minh chứng, chúng ta thử nhìn lại thời gian trải qua trong cuộc đời hiến dân của ngài xem như thế nào nhé. Giai đoạn 1 trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Từ thuở nhỏ, ông có thân hình ốm yếu, mang bệnh suyễn kinh niên. Nhưng khi Cộng sản Việt Nam mở ra trận tổng công kích toàn miền Nam nước ta vào Tết Mậu Thân năm 1968, thì ông đã mượn giấy khai sinh của người Anh gia nhập toán biệt kích Mỹ tại Sơn Trà, Đà Nẵng,
để mà được ra trận tuyến đương đầu với giặc. Khi chiến sự lan rộng, dù có thể tiếp tục vào đại học, ông đã tình nguyện vào trường sĩ quan bộ binh Thủ Đức khóa 5/71. Sau khi tốt nghiệp với cấp bậc chuẩn úy, dù đã làm lễ đính hôn, nhưng ông đã chấp nhận xa gia đình, xa người yêu để dấn thân vào vùng lửa đạn Quảng Trị, Đông Hà, mùa hè năm 1972. Thì chúng ta thấy đó, mặc dù Đức Quốc Công của chúng ta là lúc đó là coi như là ngài đã có thân hình ốm yếu, rồi là bệnh suyễn kinh niên, nhưng mà vì cái lòng yêu nước của ngài muốn bảo vệ tổ quốc, thì ngài đã mượn cái giấy khai sinh của người Anh, để mà lúc đó ngài mới có 16 tuổi thôi, để mà gia nhập cái toán biệt kích Mỹ tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Và lúc thời điểm đó thì ngài được hai cái lực lượng Mỹ, Việt đã huấn luyện ngài ở cái lớp gọi là đặc biệt, gọi là lớp cao nhất. Và nhờ cái tài trí thông minh, tức là nhạy bén, đầy trí tuệ, mà ngài học đâu biết đó, chỉ một thời gian ngắn thôi là ngài đã trở thành một Rambo. Mà quý vị biết Rambo này chỉ có trong cine hay là trong những truyện cổ tích nhân gian, nhưng không, đây là một Rambo thứ thiệt. Rambo này quý vị biết có thể tay không, không cần vũ khí mà có thể diệt địch một cách dễ dàng. Nhưng mà thật sự từ trước giờ ngài chưa có từng giết ai, ngài chưa bao giờ giết ai cả đó, ngay cả kẻ địch đó là bộ đội ngài cũng không giết nữa. Nói cho quý vị biết, để chúng ta thấy được cái tâm Bồ Tát của ngài, cái tình thương của ngài, cái lòng bác ái của ngài, thương đồng bào, thương nhân loại từ hồi còn nhỏ, còn trẻ, chứ không phải là mới đây đó. Thì quý vị biết Quảng Trị là tỉnh cực bắc của Việt Nam Cộng Hòa, là vùng địa đầu giới tuyến, diện tích nơi đây chỉ có 28 cây số vuông mà phải nhận chịu số bom đạn tổng cộng bằng 1/4 đạn dược của đệ nhị thế chiến, với danh xưng là vùng hỏa tuyến, là Quảng Trị kiêu hùng. Quý vị biết nói ngày xưa mà nói vùng hỏa tuyến hay là vùng một là hay là Quảng Trị đó, thì thường á những cái binh chủng gọi là thiện chiến như là nhảy dù, biệt động quân hay là thủy quân lục chiến, mà khi mà được điều đi mà đến là tác chiến đến những cái vùng một chiến thuật này đó, thì quý vị biết hầu như là đa phần là đã hy sinh, là phải hy sinh, khó mà tránh khỏi lắm. Tại vì cái vùng này quý vị biết rồi đó, tại sao gọi là vùng hỏa tuyến, ta nói bom đạn, tiếng pháo nổ, ta nói vang rền ầm ĩ suốt từng giờ, mà bom đạn đó tổng cộng lại là đạn dược đó là bằng 1/4 của đạn dược của đệ nhị thế chiến đó quý vị, với cái danh xưng gọi là vùng hỏa tuyến, là Quảng Trị kiêu hùng của Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi xin phép rồi sau đó quý vị biết không, khoảng cuối tháng 2 năm 1975 thì được lệnh của Mỹ về Sài Gòn hội họp gấp, để mà cái lệnh đó là để là cho ngài biết, cho ngài Đức Quốc Công biết là phải thu xếp với gia đình để mà di tản đi Mỹ, qua Mỹ. Nhưng mà quý vị biết rằng á, Đức Quốc Công chúng ta không có đi. Tại vì lúc đó là 53 thuộc cấp của ngài còn ở lại, tức là đang trấn đóng lẻ loi tại đồn Ông Đô gần Khe Xanh. Thì ngài không có thể nào mà để cho 53 thuộc cấp của mình mà tại đó để là bơ vơ được. Cho nên ngài đã quyết định trở lại. Đó, ngài quyết định trở lại để mà trở lại đơn vị để mà chu toàn nhiệm vụ, để cho chúng ta thấy được rằng Đức Quốc Công của chúng ta là một vị chỉ huy tức rất là, phải nói là rất là có trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm rất là cao. Quý vị thấy không? Mặc dù cái tình hình chiến sự lên cao độ, có thể nguy hiểm đến tánh mạng,
Thay vì á, người khác á, là người ta nghe tin như vậy, người ta về, người ta lo thu xếp gia đình để mà đi di tản đi Mỹ rồi, để mà bảo toàn tánh mạng, đúng không? Nhưng mà Đức Quốc Công á, Tổng thống Đào Minh Quân á, Ngài lại khác. Ngài nghĩ đến anh em, nghĩ đến đồng đội, nghĩ đến thuộc cấp của Ngài, 53 người đang ở tại đơn vị đó. Thì quý vị biết, khi mà nghe, dù là nghe được lệnh di tản, nhưng mà Ngài không có đi đó. Thì Ngài quay lại để mà Ngài chu toàn cái nhiệm vụ. Và trong khi đó đó, quý vị biết đó, cái truyền thông cả nước loan tin, tức là quản trị đã lọt vào tay của Cộng sản Huế, và Huế đang bị quân địch tràn ngập. Thì nó đưa tin, nó nói là giống như là lực lượng của Ngài đó là bị giống như là bị chết gần hết rồi đó, quý vị thấy không? Ta nói cái truyền thông bất lương là như vậy đó, nó đưa tin rồi. Nhưng mà Ngài đã đưa toàn bộ đơn vị để mà trở về Thuận An, Huế, rồi vượt đèo Hải Vân về thành phố Đà Nẵng an toàn ngày 28 tháng 3 năm 1975. Rồi sau đó Ngài ra lệnh đó là giải tán đơn vị, để mà tất cả 53 binh sĩ thuộc quyền được trở về lo cho gia đình của họ. Thì quý vị biết đó, 53 chiến sĩ đó, binh sĩ thuộc quyền đó, họ rất là quyến luyến, họ rất là lưu luyến, rất là cảm động. Tại vì họ thấy vị chỉ huy của mình là lúc đó là Trung úy Đào Minh Quân đó, thì Ngài rất là quan tâm, rất là thương anh em thuộc cấp của mình, những cái binh sĩ thuộc cấp của Ngài. Ngài rất là quan tâm. Thì khi mà giải tán rồi thì Ngài mới yên tâm đó. Thì khi mà giải tán rồi, Ngài một mình Ngài trở về Sài Gòn đó, trở về Sài Gòn. Thì thay vì đó là theo gia đình di tản đi Mỹ, nhưng mà Ngài lại tình nguyện để mà trình diện bộ chỉ huy tiểu khu gia đình để tiếp tục chiến đấu đó, trấn thủ tại đầu cầu xa lộ Phan Thanh Giản, nơi mà Ngài đã tiên liệu sẽ là phòng tuyến đối đầu trực diện với địch quân. Thì khi mà chúng tấn công vào Sài Gòn thì đúng như Ngài dự kiến, tức là đoàn chiến xa của Cộng quân do cái tên Đại tá Bùi Tín đó quý vị, Đại tá Bùi Tín đó, hướng dẫn đã tiến vào Dinh Độc Lập bằng cái trục xa lộ Biên Hòa. Rồi Ngài với vài người lính đã chiến đấu đến cái giờ phút cuối cùng, tức là giờ phút thứ 25. Lúc đó thì hết đạn dược, thì mới buông vũ khí trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó. Thì quý vị biết, sau khi mà miền Nam thất thủ là giai đoạn 2, thì sau khi mà Cộng sản Việt Nam nó chiếm Sài Gòn, thì Ngài bị đưa đi các trại tù Việt Cộng từ Tây Ninh đến Phước Long, còn bị biệt giam tại trại tù Bù Gia Mập gần biên giới Việt Miên. Suốt cái thời gian trong tù thì Ngài đã dùng cây số đổ làm nơi liên lạc để dẫn dắt những người vợ tù được thăm nuôi chồng một cách an toàn. Tấm lòng của Ngài khiến cho bao người phải cảm động khi mà nhớ lại. Thì chúng ta thấy đó, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù trong cái hoàn cảnh nghịch cảnh nào, Đức Quốc Công cũng, tấm lòng của Ngài cũng bao la, cũng độ lượng, cũng yêu thương tất cả mọi người chung quanh đó. Rồi chính là cựu thiếu úy Lê Thanh Bình, phó chủ tịch hội ký giả Bắc Cali, tức là sau này thiếu úy Lê Thanh Bình, cựu thiếu úy Lê Thanh Bình cũng qua bên Mỹ đó, cũng qua bên Mỹ và hiện là ở ký giả Bắc Cali. Khi mà được phỏng vấn thì ông có nói như thế này: ở trong tù, ông Đào Minh Quân luôn giữ tư cách ung dung, điềm đạm và làm những việc mà chính ông Bình cũng không dám nghĩ tới, như là cất ngôi nhà riêng để bất cứ lúc nào người thân cũng có thể đến gặp thăm nuôi, không cần sự cho phép của bọn cai ngục. Ông đã giúp cho những sĩ quan lớn tuổi thoát lao động khổ sai bằng cách là đưa họ vào ban hợp ca do ông phụ trách. Ông còn tập cho bạn tù hát những bản nhạc vàng Việt Nam Cộng Hòa, giúp cho họ giữ vững tinh thần khí khái, vơi bớt lo âu căng thẳng, hầu vượt qua sự đọa đày khổ ải trong thời gian tù tội
mà không biết ngày về, tương lai mờ mịt. Giai đoạn 3. Ra khơi ngày 9 tháng 5 năm 1979. Sau khi vượt ngục, thì ông chỉ huy con tàu VNKG-0602 với 524 người vượt đại dương, kể cả gia đình ông. Đang lúc lên tàu, bọn công an tháo dây khi còn hơn 200 người trên bờ bị bỏ rơi, thì ông đã liều mình phóng xuống sông Tắc Cậu, Rạch Giá, để lái tàu lùi lại cho tất cả được lên đầy đủ, an toàn. Chúng ta thấy đó. Tức là trong cái tình huống nào là Đức Quốc Công cũng nghĩ đến mọi người mà quên mình. Đó, không có nghĩ đến cái sự an nguy của mình, mà cứ xảy ra cái chuyện gì là phải ra tay cứu vớt ngay. Đó, hành động ngay. Thì xin trích đoạn tác giả cuốn Những giọt nước mắt quê hương, The Tears for the Motherland, được trao giải thưởng văn chương hạng nhất. Đó, thì hồi nãy cuốn sách đó chúng tôi có quay cho quý vị xem đó. Đó, tức là được trao giải văn chương hạng nhất nha quý vị, tại Hoa Kỳ. Tức là A First Try of Literary, tái bản lần thứ 4 vào tháng 6 năm 1992, là Thiếu tá Nguyễn Nho đã cho biết ông là người đi trên con thuyền VNKG-0602 này và bị hải tặc Thái Lan cướp trên 10 lần. Thuyền thì mong manh, chạy chậm như rùa. Khi gặp hải tặc, mặt mày bôi đen hung dữ, ai cũng kinh khiếp. Nhưng lần nào ông quân cũng bình tĩnh đứng ra đối phó. Ông vừa an ủi mọi người, vừa tìm cách thương lượng với hải tặc để tìm sự an toàn cho tất cả. Nhờ sự khéo léo nhưng cứng rắn của ông, bọn cướp chấp nhận trao đổi nước uống và thức ăn với số vàng đã lấy được, chứ chúng không bắt cóc, hãm hiếp hay là đánh đập một người nào. Và khi biển động, ông quân đã cầu cứu được với tàu Tây Đức. Chính ông ta đã điều khiển con thuyền tị nạn bé bỏng trước cơn phong ba bão táp vào lúc chạng vạng tối để cập vào chiếc tàu sắt khổng lồ của Tây Đức một cách an toàn, đưa được tất cả lên tàu bình yên. Đây là, quý vị biết, đây là con tàu định mệnh, con tàu huyền thoại VNKG-0602. Thì đây là thông báo, chúng tôi chỉ trong cái thông báo này chỉ tóm tắt sơ lược thôi. Chúng tôi trước mắt đọc cho quý vị nghe, rồi kỳ tới chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe từng câu chuyện một. Thì quý vị thấy là trong cái tiểu sử của Đức Quốc Công là huyền thoại. Cái chuyện đó chỉ là huyền thoại, nhưng mà đây là sự thật nha quý vị. Đây là có thật đó. Để cho chúng ta thấy được là Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta, thật là tuyệt vời. Ngài thương tất cả mọi người chung quanh Ngài, quên, rất là hy sinh mọi người, hy sinh để mà quên mình. Bất cứ là trong cái tình huống nào, dù nguy hiểm đến đâu, Ngài cũng sẵn sàng hy sinh tánh mạng của mình để mà cứu vớt mọi người. Đó quý vị. Thì trong cuốn sách này, trang 420, Thiếu tá Nho có viết: sau 4 tiếng xuống hết 520 người, thuyền bắt đầu nhổ neo. Có lẽ Thiếu tá Nho quên đếm vị thuyền trưởng, một thợ máy và hai tài công phụ, thì tổng cộng là 524 người. Tôi có hỏi thiếu tá: hải tặc bao nhiêu người? Tức là Đức Quốc Công đó hỏi thiếu tá hải tặc bao nhiêu người, tại sao bên mình có trên 500 người mà không đánh lại hải tặc? Thì Thiếu tá Nho có giải thích rằng tàu của bọn hải tặc là loại tàu đánh cá nhỏ, chỉ có chừng 10 tên với 1-2 khẩu súng và vài con dao mà thôi, nhưng là loại tàu đi biển, máy mạnh và vỏ cây bọc cứng cáp, thường kéo tới với đồng bọn 2-3 chiếc bao vây chúng ta, rồi ra lệnh cho thanh niên trên thuyền tị nạn vào cabin hay là xuống hầm, sau đó chúng bơi qua. Nếu mình phản ứng thì chúng nhảy xuống nước như là rái cá và cho tàu hút vào thuyền tị nạn. Tàu chúng vỏ cứng, máy mạnh, chạy nhanh. Còn thuyền chúng ta mong manh, máy yếu mà chở nhiều nên di chuyển rất chậm và nước dễ tràn vào, đắm thuyền. Thuyền mình tuy có khoảng 300 người lớn nhưng còn lại trên
200 em bé và người già không thể bơi được. Khi mà thuyền chìm giữa bể khơi mênh mông, thì dù có biết bơi cũng khó toàn mạng, nói gì chuyện bồng bế cứu người khác. Do đó mà với sự trầm tĩnh khôn ngoan tháo vát, ông Quân đã cứu tất cả mọi người và đưa họ lên tàu Tây Đức bình yên. Thiếu tá Nho còn nói rõ là khi tất cả đã lên tàu Tây Đức, lại được biết dưới hầm thuyền VNKG 0602 còn có người, ông Quân liền tức tốc nhảy xuống để cứu người. Nhưng vì không ai cho thuyền trưởng tàu Tây Đức biết việc ông nhảy xuống thuyền tị nạn, nên họ đã ra lệnh cắt dây. May thay, vợ của ông Quân đã kêu cứu nên tàu Tây Đức quay lại. Trong đêm tối, những ngọn đèn pha sáng trên tàu Tây Đức chiếu vào một người nhỏ bé nhưng gương mặt trầm tĩnh, cương nghị, đứng trên cabin con thuyền đang chồng chành trước cơn bão tố cuồng nộ, sắp bị nhấn chìm vào biển khơi đen ngòm, ghê rợn. Thái độ ung dung, bình thản của ông đã khiến cho vị thuyền trưởng tàu Tây Đức vô cùng kính nể. Đó, quý vị thấy nha, đây là thiếu tá Nho viết cái câu ra cái quyển sách Những giọt nước mắt cho quê hương đó quý vị. Đó, cho nên chúng ta thấy cái tài gọi là tài ba lỗi lạc là vị thuyền trưởng, là Đức Quốc Công của chúng ta. Đó, ngài không có sợ bất cứ tình huống nào, cho dù cái chết gần kề, ngài cũng rất là ung dung, bình thản đó quý vị. Quý vị thấy không? Rồi sau này khi mà phái đoàn của vị thuyền trưởng Tây Đức trở lại ghé thăm trại tị nạn Volotanga, ông đã nhờ xin chính phủ Đức thiết lập một bệnh viện dã chiến trên đảo để đồng bào có nơi gọi là trị bệnh và sinh nở. Cũng cùng trong thời gian này, ông đã dùng uy tín và lời nói của mình để cảm hóa những người lính Mã Lai thường đánh đập thanh niên hay là cưỡng bức phụ nữ trên đảo, trở nên thân thiện với mọi người. Ông cũng thuyết phục quanh bốn ngón bỏ nghề du đản để làm người chặt lá dừa lợp nhà cho người trên đảo. Ông không những chỉ tạo cho đồng bào tị nạn có một đời sống yên lành, còn vận động cao ủy xin áo quần, các món quà, phần thưởng để tổ chức các cuộc thi đua thể thao, bơi lội, lập các đội túc cầu, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá. Nhờ các trận đấu gọi là giao hữu với các cầu thủ Mã Lai địa phương, khiến gia tăng thêm tình hữu nghị, nên họ thông cảm và có thái độ ôn hòa hơn với người tị nạn. Ông đã hướng dẫn các anh chị em hướng đạo viên thành lập một sân khấu lộ thiên trình diễn văn nghệ cho đồng bào giải trí. Chính nhạc sĩ Trần Duy Đức đang sinh sống tại quận Cam, tác giả nhạc phẩm nổi tiếng Nếu Có Yêu Tôi, từng là người phụ tá của ông để tổ chức văn nghệ tại đảo tị nạn này. Thì qua câu chuyện trên, chúng ta thấy Đức Quốc Công của chúng ta, ngài dùng cái tình thương, trước tiên là tình thương và cái sự trí tuệ và trí huệ của ngài, ngài cảm hóa được cái sự bình tĩnh, cái sự điềm tĩnh, trầm tĩnh của ngài. Ngài cảm hóa được tất cả, dù cái tên quanh bốn ngón đó là một tên du đảng, và những cái tên Mã Lai rất là hung dữ, nó thường đánh đập phụ nữ hay là đàn ông, quý vị biết không? Nó ăn hiếp người dân trên đảo, nó cưỡng bức người phụ nữ. Mà Đức Quốc Công chúng ta cảm hóa được tất cả. Đó, quý vị thấy không? Ngài đã dùng cái uy tín mà lời nói của ngài để mà cảm hóa những người lính Mã Lai. Mà cái người lính Mã Lai này nó thường đánh đập thanh niên hay là nó cưỡng bức hãm hiếp phụ nữ ở trên đảo đó quý vị. Đó, để cho chúng ta thấy được là cái tài năng, đức độ của ngài Đức Quốc Công phải nói rất là tuyệt đỉnh, rất là tuyệt vời. Khi mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra không nhận người tị nạn bị ho lao, thì chính ngài, tức là chính Đức Quốc Công đó, đã tổ chức tranh đấu với cao ủy và cuối cùng
điều lệ này được hủy bỏ. Cuối cùng là những người bị bệnh ho lao thay vì bị loại ra khỏi danh sách đi định cư đều được điều trị rồi được cấp chiếu kháng vào Hoa Kỳ. Quý vị thấy không? Đó, nhờ ngài đó tranh đấu với cao ủy đó. Đó, và cuối cùng mà điều lệ này được hủy bỏ. Và họ... rồi Đức Quốc Công cũng tranh đấu giúp những gia đình người tị nạn khác, tị nạn gọi là khác trại đó, cũng tranh đấu giúp cho những gia đình những người tị nạn khác trại được đoàn tụ cùng một nơi, chung một danh sách để việc cứu xét đi định cư đệ tam quốc gia thêm dễ dàng. Tại vì quý vị biết có những người là gia đình đó, mỗi người ở một cái đảo, đi tị nạn ở một cái đảo rồi danh sách nó mỗi người đi một nơi. Cho nên Đức Quốc Công cũng đã giúp cho những tranh đấu cho những gia đình tị nạn khác trại đó quý vị, được mà họ đoàn tụ về cùng một trại. Rồi ngay cả để mà không bị phân tán, thất lạc nhau. Rồi ngay cả khi mà bị thương nơi chân vì tai nạn, lúc mà tham gia thể thao với các cầu thủ, thì ngài cũng kết hợp với nhạc sĩ Hoàng Thi Thao để đứng ra tổ chức đêm văn nghệ. Đó. Mặc dù là ngài bị thương nơi chân, nhưng mà ngài vẫn kết hợp với nhạc sĩ Hoàng Thi Thao để đứng ra tổ chức đêm văn nghệ giúp cho đồng bào giải trí khi ngài và gia đình được chuyển tiếp đến trại Chiraz Camp ở Kuala Lumpur. Thì lúc trong trại chuyển tiếp, ngài cùng các linh mục, các thầy tổ chức cầu nguyện, đi nhà thờ để giúp mọi người củng cố đức tin, thiền định, tinh thần bớt căng thẳng. Rồi giai đoạn 4, đến Hoa Kỳ ngày 14 tháng 8 năm 1980. Đến Mỹ thì ngài đi học và tốt nghiệp chuyên viên điện toán. Nhờ vào khả năng thiên phú, ngài đã trở thành giám đốc kỹ thuật cho một công ty khá nổi tiếng lúc bấy giờ là Advanced Digital Corporation. Và chính ngài là người đã thành lập công ty sản xuất máy điện toán mang tên ngài, tức là Dow Computer, và hãng Lean Master. Một người thành công vượt bậc, nếu không nói là người dẫn đầu về ngành điện toán trong cái thập niên 1990. Đó là Đức Quốc Công Tổng thống của chúng ta là người đầu tiên dẫn đầu về ngành điện toán rất là tài giỏi nha quý vị, năm 1990. Ngài còn được những vị thầy khả kính như là học giả Hồng Liên Lê Xuân Giáo, nhà văn Thần Phong Nguyễn Hải Triều, cụ Trọng Nghĩa thường vụ Hội Lễ Nghĩa Liêm Sĩ và tổ chức Dân Sử Việt mến mộ, rồi linh mục triết gia Lương Kim Định cũng từng xác nhận trên đài truyền hình 18 rằng ông Đào Minh Quân là truyền nhân của mình. Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ cũng mời ông vào trong hội đồng chủ tọa, tức là Host Committee, chính phủ Hoa Kỳ, tiểu bang California và thành phố Los Angeles cũng đã trân trọng mang bằng tuyên dương và bản vinh danh tinh thần phục vụ của Đức Quốc Công đến tận nơi để trao cho ông trong ngày 30 tháng 4 năm 2016 tại quận Cam. Nhưng điều đáng nói ở đây là hơn 30 năm nay, Đức Quốc Công đã dâng hiến tất cả sự thành đạt của mình, kể cả danh vọng, tiền tài, hạnh phúc gia đình và tuổi thanh xuân để lo cho đất nước và đồng bào. Quý vị thấy đó, đây là chỉ là sơ lược thôi để cho chúng ta thấy. Cho nên á, Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận Cộng sản. Đức Quốc Công là người tài ba, lỗi lạc, anh minh, sáng suốt, thông minh bẩm sinh, rất là tài giỏi, là thiên tài đó. Hoa Kỳ nó phải chọn thiên tài chứ, một người như Đức Quốc Công chứ, không bao giờ nó chấp nhận Cộng sản, nói cho quý vị biết đó. Mà Đức Quốc Công của chúng ta thì quý vị biết, cái thập niên 1990 là một triệu phú đô la tại Hoa Kỳ, mà ngài đã hy sinh trên 30 năm để mà quý vị biết dâng hiến tất cả cái sự thành đạt, thành công của ngài, để mà kể cả danh vọng, tiền tài, hạnh phúc và cả cái tuổi thanh xuân, để làm gì?
để lo cho dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta. Thì quý vị biết, không biết tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay có ai làm được như Đức Quốc Công vậy không? Chúng ta phải nhìn nhận sự thật đi. Không ai có, không ai làm được như Đức Quốc Công. Nói cái sự hy sinh thôi. Quý vị biết có rất nhiều người qua được bên Mỹ. Thì người ta lúc đầu người ta lo làm ăn, người ta thành đạt, người ta cũng giàu lắm. Sau này cũng có nhiều người triệu phú lắm. Nhưng mà quý vị thấy có ai mà dám hy sinh như Đức Quốc Công không? Một đồng cũng không dám bỏ nữa. Làm có tiền nhiều để làm gì? Để trở về Việt Nam, cưới vợ trẻ, ăn chơi cho thỏa thích, chơi ăn chơi gọi là lấy gái đẹp, đúng không? Ăn chơi cho thỏa thích trên thân xác phụ nữ, rồi cưới gái đẹp qua bên đây. Chứ còn nói thật với quý vị, rất nhiều người không có ai mà dám hy sinh như vậy hết. Nói cho quý vị biết luôn, nói cho đồng bào biết luôn. Cho nên trên thế giới hiện nay, quý vị biết những gì mà Đức Quốc Công làm cho dân tộc đất nước Việt Nam và cho cả thế giới, tức là tự do, dân chủ, hòa bình cho thế giới, chưa có ai làm được. Những gì Ngài làm chưa có một người nào làm được, nói cho quý vị biết. Rồi hơn thế nữa, Ngài và những nhà ái quốc Việt Nam đã không ngại hiểm nguy cho bản thân và gia đình, mà đứng ra đương đầu dùng kế sách lăn tay giặc hồ là mồ chôn cộng đảng, đánh bại Cộng sản Việt Nam và Cộng sản quốc tế khi chúng âm mưu xin cơ quan văn hóa khoa học Liên Hợp Quốc UNESCO tôn vinh cái tên Việt Giang Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới ngày 19 tháng 5 năm 1990. Quý vị biết rằng á, Hồ Chí Minh lúc bấy giờ, quý vị biết Đảng Cộng sản Việt Nam đâu? Cái năm 1990 là còn có Đảng Cộng sản quốc tế, tức là Liên Xô và Tàu Cộng. Nó đứng đằng sau lưng Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó chỉ định, nó ủng hộ rất là mạnh. Thì khi mà Đức Quốc Công chúng ta đương đầu như vậy là đương đầu cả Cộng sản quốc tế, rất là nguy hiểm. Quý vị thấy không? Quý vị thấy rất người ở hải ngoại này đứng lên chống cộng, đúng không? Chửi cộng sản, cũng cầm cờ vàng ba sọc đỏ này, chửi cộng sản, chống cộng dữ lắm. Nhưng mà quý vị biết đó chỉ là giống như trái dưa hấu vậy, bên ngoài là vỏ thì màu xanh mà ruột thì màu đỏ. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Họ chống cộng, họ chống để cho cộng sản nó vững hơn thôi. Họ chống cộng nhưng mà không bao giờ họ dám ký đập mặt Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông. Họ chống cộng mà họ không có một kế sách gì, một cái chiến lược gì, sách lược gì để mà giải thể Đảng Cộng sản, để mà nhổ cỏ tận gốc rễ Đảng Cộng sản. Vậy thì họ chống cộng cho ai? Họ chống cộng để mà cộng sản nó tồn tại. Chúng tôi nói thật với quý vị, ai mà chống cộng mà không dám ký đập mặt Hồ Chí Minh, không trưng cầu dân ý, không ký đập mặt Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông, và không trưng cầu dân ý thì xin lỗi. Và chúng ta cũng thấy đó, tại sao hiện nay có những cái gọi là logo giả tạo, những cái chính phủ lưu vong cũng ghi là logo là Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Chính phủ lưu vong Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam đầy nhóc, đầy dãy. Rồi hình người này người kia là đây là tổng thống, đây là phó tổng thống. Chúng tôi muốn cảnh báo đến đồng bào trong nước, nhất là trong nước, hãy cảnh giác, hãy lưu ý. Đó là đồ giả, đó là chính phủ giả. Ngoài chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân ra, không có một chính phủ nào nữa cả, toàn là đồ giả. Cho nên chúng tôi ngày hôm nay muốn nhắc nhở đồng bào trong nước phải lưu ý cái vấn đề này. Đó, cũng kêu gọi, nó cũng bắt chước đồ giả mà quý vị, hàng nhái mà, nó bắt chước hàng thiệt. Nó cũng kêu gọi là phải tham gia vào chính phủ, rồi ai muốn đi ban ngành nào, đó. Đó, nhưng mà nó đâu có nói tên ai đâu quý vị. Đó, quý vị thấy, nó dám ra mặt không?
Nếu mà nó nói, họ nói họ một chính phủ nó dám ra mặt không? Nó dám ra mặt như chúng tôi ở đây không? Nó dám ra mặt như là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đứng ra để mà đương đầu với Cộng sản Việt Nam không? Làm gì có. Cho nên chúng tôi muốn nhắc nhở đồng bào lưu ý, nếu như mà chính phủ nào, tổng thống nào mà không có cái chân dung, hình ảnh chân dung của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì đó toàn là đồ giả không đó. Quý vị phải nhớ nghe, đồ giả chứ không phải là đồ thiệt đâu. Đó. Cho nên bây giờ chúng nó cũng lập lờ đánh lận con đen. Chúng nó tính làm một cái bình mới, tạo một cái bình mới, nhưng mà thật sự là rượu cũ nó đổ vào thôi. Đó. Bây giờ chúng nó bắt đầu, chúng nó tan rã rồi, chúng nó chuyển hướng. À, bây giờ là tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. À, này kia nọ, bút ban đầu thì nó cũng lấy lá cờ vàng ba sọc này nè để nó lừa mị người dân. Nhưng khi mà nó nắm được chính quyền rồi, nói thật quý vị, nó cũng dẹp cái lá cờ này đi. Nói cho quý vị biết, tại vì nó là cộng sản. Nó là cộng sản, làm sao nó dám dùng cái lá cờ này quý vị? Nhưng mà ban đầu nó là mị dân, nó che mắt thôi. Cho nên tất cả những ai mà lấy lá cờ vàng ba sọc này mà để chống cộng, mà không có ký đập mặt Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông, không có tham gia trưng cầu dân ý để mà bầu chọn Đức Quốc Công làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, thì những thành phần đó là đồ giả, đồ dởm. Chúng tôi nói rõ cho đồng bào ở trong nước nhớ nha, đừng có lầm lẫn mê lầm mà chúng ta ủng hộ đi lầm đường, để rồi cái bình mới rồi rượu cũ nha quý vị, mà rượu cũ này nó còn độc hại hơn nữa đó. Thì quý vị biết đó, khi mà Bắc Bộ Phủ, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, nó nộp hồ sơ, nó xin vinh danh cái tên Hồ Chí Minh tại UNESCO năm 1989, tức là 19 tháng 5 năm 1989 đó, thì một đúng một năm sau thì hồ sơ đó đã bị UNESCO thông báo không có vinh danh. Nhưng mà quý vị thấy không, Đảng Cộng sản nó vẫn gian trá, lừa bịp người dân. Nó nói Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới. Không, đã bị UNESCO vứt vào sọt rác, nói cho quý vị biết luôn. Cho nên cái trận này là một cái trận chiến phải nói là vĩ đại, một thành quả rất là to lớn. Thì nhờ cái trận chiến này, cái thắng trận này, lật tẩy mặt nạ Hồ Chí Minh tại UNESCO năm 1990. Vì vậy cho nên ngày hôm nay Đức Quốc Công của chúng ta mới thắng kiện tàu cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim. Là tại vì sao? Tại vì cái tội mà tập cận, lúc đó là Mao Trạch Đông, là cái tội tàu cộng, nó dám đem tập cận, nó dám đem Hồ Chí Minh qua để mà nó xâm nhập, nó giả làm người Việt Nam, nó xâm nhập, nó cướp nước chúng ta, rồi nó gây ra cuộc chiến Đông Dương trên 3 triệu người, tạo những cái thảm cảnh cho nước Việt Nam chúng ta. Chúng nó phải tất cả đó quý vị, không có đơn giản đâu. Cho nên nếu quý vị biết là tàu cộng nó đã thua rồi đó, thì quý vị biết, và năm tên đầu sỏ cộng sản mỗi tên nợ Đức Quốc Công là 20.000 triệu Mỹ Kim. Nói cho quý vị biết, 20.000 triệu Mỹ Kim đó. Và 1 triệu tên đảng viên đó, đó là cũng nợ Đức Quốc Công luôn. Nói cho quý vị biết, để nhân đây chúng tôi muốn nhắn gửi cho tất cả công an, an ninh, cộng sản Việt Nam, đừng có mà bắt bớ, ăn hiếp người dân, đừng có cướp nhà cướp đất của dân, đừng có gọi là phạt tù tội vạ, trấn áp, đàn áp người dân nha. Đó. Đức Quốc Công của chúng ta, phương châm của chính phủ chúng ta là coi dân như con, coi dân như con, mà đối xử với người dân như cha mẹ. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhớ rằng Đức Quốc Công là coi dân như con. Mà khi con của ngài bị những tên đầu sỏ, bị những tên công an, an ninh cộng sản, nó túm đầu túm tóc, nhất là phụ nữ, đàn bà phụ nữ, nó đạp lên đầu lên cổ, nó giọng vô mặt, nó túm tóc, nó đè, nó đánh như vậy đó, thì đương nhiên những đứa con của Đức Quốc Công bị như vậy, ngài không bao giờ chấp nhận. Ngài sẽ có biện pháp, sẽ có luật pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sau này sẽ không có dung tha cho quý vị đâu. Nói cho quý vị biết, mà quý vị liệu hồn mà tu tập lại đi, tu tâm sửa tánh lại đi,
đừng có cấu kết với tụi Cộng sản Việt Nam mà đánh đập người dân, bắt bớ người dân, phạt tiền phạt vạn người dân, rồi đánh đập đàn bà phụ nữ, rồi đánh ỷ mình là có quyền, ỷ mình là có vũ khí, ỷ mình là đại diện. Luật pháp là phải bảo vệ dân, luật pháp là phải để bảo vệ an ninh đời sống cho người dân, cơm no áo ấm cho người dân, an cư lập nghiệp, chứ không phải là làm công an an ninh để mà đi bắt bớ dân, đánh đập dân. Lúc nào trên tay của mấy người đó, lúc nào trên tay của những tên công an an ninh là cầm cái gọi là cái cây gì, gọi là mỗi người cầm một cái gọi là cái cây gì đó quý vị, để mà đánh dân đó. Đó, mỗi người cầm một cái cây gọi là cái vũ khí gì đó để đánh dân. Cái đó là đâu phải là nhà cầm quyền, cái chính quyền lo cho dân, đúng không? Cho nên chúng tôi mới nói đây, là quý vị nên nhớ rằng đây là một cái nhà cầm quyền của Cộng sản là bất hợp pháp. Chúng tôi xin phép. Chúng tôi xin lỗi quý vị, hôm nay mạng chắc có lẽ bị phá nên nó yếu, nhưng mà không sao. Chúng ta cố gắng, tại vì chúng tôi cũng cố gắng lên đây để mà thường xuyên lên đây để mà loan tải những cái thông báo tin tức và tiểu sử của Đức Quốc Công đến cho đồng bào Việt Nam, nhất là trong nước, để biết được rằng là Đức Quốc Công của chúng ta rất là yêu thương đồng bào, ngài rất là thấu hiểu và luôn chia tâm tấm lòng của ngài, trong cái nỗi lòng của ngài, trong cái tâm khảm của ngài, lúc nào hở hai cái hình ảnh, lúc nào hai cái hình ảnh dân tộc và đất nước Việt Nam ăn sâu vào cái tâm khảm, vào cái đáy lòng của ngài. Ngài rất là, ngài luôn hướng về đồng bào Việt Nam chúng ta ở trong nước. Rồi chúng tôi đọc tiếp. Thì quý vị biết, khi mà ngài và những nhà ái quốc và đồng bào trong ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên Việt Nam, thì quý vị biết triệu tập 1990 để mà thành lập chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và mời cụ Nguyễn Trân đảm nhận vai trò thủ tướng. Thì quý vị biết sau khi á mà Đức Quốc Công đã coi như là đã diệt được cái nhân cách của Hồ Chí Minh tại UNESCO, thì quý vị biết là ở bên Tàu nó mới triệu tập Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đi qua bên Thành Đô để ký cái mật nghị Thành Đô 30 năm. Ký cái mật nghị để mà dân nước Việt Nam chúng ta cho Tàu. Thì quý vị biết, thì Đức Quốc Công của chúng ta khi mà biết được thì thành lập ngay một chính phủ, tức là ngày 21 tháng 10 năm 1990. Tại vì quý vị biết phải cái tầm vóc một chính phủ để mà đương đầu với Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng đó. Rồi khi mà quý vị biết, sau khi mà cụ Nguyễn Trân cáo bệnh từ nhiệm thì không ai dám đứng ra thay thế, kể cả 27 vị khả kính nhất của thời đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa được triệu mời cũng im lặng. Nhưng ngài thật sự rất là cảm động trước lời thỉnh cầu rất là trân trọng của những vị trưởng bối yêu nước chân chính đã tạm thời đứng ra thay cụ Trân làm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 16 tháng 2 năm 1991. Đó, thì Đức Quốc Công chúng ta lúc đó nhận trọng nhiệm thủ tướng là ngày 16 tháng 2 năm 1991, cho đến khi phiếu bầu được mở ra thì Đức Quốc Công của chúng ta đã nhận được trên 65% tổng số. Đó, đó là cao nhất đó quý vị. Rồi sau khi nhận trọng nhiệm thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thì quý vị biết không, ngài đã quyết định, tức là ngài chấp nhận xa gia đình, ẩn nhẫn lui về sa mạc Adelanto để tu thiền lập căn cứ Tụ Nghĩa Đường do chính ngài và các chiến hữu xây cất tại quận hạt San Bernardino. Ông đã đưa ra, tức là Đức Quốc Công đã đưa ra một cái chiến lược đấu tranh lâu dài để tiêu diệt tà thuyết và tà quyền Cộng sản tại Việt Nam. Thì ngài đã liên lạc tiếp xúc với Hoa Kỳ và quốc tế để họ công nhận chính phủ do ngài lãnh đạo. Đó quý vị,
Cho nên quý vị thấy không, Đức Quốc Công chúng ta rất là thông minh tài giỏi. Ngài đã liên lạc để mà tiếp xúc với Hoa Kỳ, để mà được quốc tế mới mà công nhận một chính phủ. Đó, phải công nhận một chính phủ do Đức Quốc Công lúc đó lãnh đạo. Thì đích thân là Tổng thống Hoa Kỳ đã gửi công hàm thừa nhận và mời Đức Quốc Công hợp tác để đem lại nền dân chủ, an bình và thịnh vượng cho thế giới. Ngay cả khối Liên hiệp Âu Châu cũng đã gửi công hàm thừa nhận sự hiện diện của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do Đức Quốc Công lãnh đạo. Rồi họ còn đưa đến hai cái nghị quyết xác định, hai cái nghị quyết này quan trọng lắm nha quý vị, xác định Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Cho nên chúng tôi muốn nói cho Đảng Cộng sản biết, cho người dân biết là Đảng Cộng sản tức là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo từ bấy lâu nay rồi. Đừng có nói rằng quốc tế không biết gì nha, đừng nói rằng Hoa Kỳ không biết gì nha. Cho nên quý vị biết khối liên hiệp Âu Châu đó đã gửi công hàm đến cho lúc đó là ngài là thủ tướng đó. Đó, thủ tướng đó, thì quý vị biết là thừa nhận cái sự hiện diện của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mà do Đức Quốc Công lãnh đạo. Và quý vị biết là họ còn đưa đến hai cái nghị quyết rất là quan trọng. Thì hai cái nghị quyết này đó là để gọi là cái nhà nước đó, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, họ xác định cái Đảng Cộng sản Việt Nam là vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Thì quý vị biết hai cái nghị quyết này, trong hai cái nghị quyết này là Đức Quốc Công của chúng ta có quyền tức là đưa những tên đầu sỏ cộng sản gọi là cầm tù và tịch thu tài sản của những tên đầu sỏ cộng sản là tịch thu tài sản chúng nó tại Âu Châu. Nói cho quý vị biết đó, 27 Liên hiệp Âu Châu, nói cho quý vị biết đó. Cho nên là đừng Đảng Cộng sản Việt Nam ha, bây giờ quý vị biết nó rất là sợ Đức Quốc Công chúng ta đó quý vị đó. Đức Quốc Công chúng ta không có nói, làm xong rồi mới nói, còn chưa làm chưa nói. Những cái gì mà ngày hôm nay chúng tôi phổ biến ra là đã làm rồi, đã thành công rồi mới nói. Nói cho quý vị biết, làm xong rồi mới nói. Đó. Rồi, không những vậy, Đức Quốc Công đã khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Và vì nghĩ đến tương lai các thế hệ Việt Nam, nên đã thành lập Liên đoàn Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Và Ngài cũng đã đề cao giới phụ nữ. Nên nhớ nha, Đức Quốc Công đã đề cao giới phụ nữ, đã thành lập Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu. Người có đức độ và tấm lòng biết suy nghĩ, lo cho tha nhân như thế, chắc chắn phải là niềm tin yêu, hy vọng của nhân dân Việt Nam. Cho nên Đức Quốc Công của chúng ta đã đề cao giới phụ nữ. Khi mà Đức Quốc Công về nước thì người phụ nữ chúng ta được phục hồi danh dự, phục hồi nhân phẩm, phục hồi phẩm cách của người phụ nữ Việt Nam trong cái xã hội Việt Nam. Thế nào không có ai có quyền xem thường người phụ nữ Việt Nam chúng ta cả, nha quý vị. Đó, có đầy đủ nhân quyền, rất là phẩm cách, phẩm chất của người phụ nữ. Đó là lý do tại sao dù bị biết bao kẻ ngu muội quậy phá mà Đức Quốc Công Đào Minh Quân vẫn tiếp tục nhận được trên 8 triệu phiếu từ đồng bào Việt Nam. Ngài nhận được trên 8 triệu phiếu của đồng bào Việt Nam khắp thế giới tham gia trưng cầu dân ý bầu Ngài làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Và số phiếu này vẫn gia tăng từng ngày. Đó, nói cho quý vị biết, mặc dù hiện nay là trên 8 triệu phiếu, nhưng mà hàng ngày vẫn gia tăng. Còn 5 tên đầu sỏ cộng sản hiện nay chẳng có lá phiếu nào người dân bầu. Chúng nó tự bầu với nhau mà thôi. Chúng nó tự bầu bán với nhau mà thôi. Đó. Nhất là số người ghi tên đón Đức Quốc Công hồi hương đã lên đến hơn 1 triệu lượt rồi đó quý vị. Hơn 1 triệu lượt rồi. Tính đến hôm nay là 1 triệu
43.476 lần và gia tăng hàng ngày. Chính cụ bà Đốc Kén Nguyễn Xuân Oanh, thân mẫu của bác sĩ Nguyễn Văn Ba và dược sĩ Nguyễn Xuân Nhạn đã tuyên bố nếu ai tìm được một người đạo đức đàng hoàng, biết hy sinh và có đường lối chống cộng rõ ràng như ông Quân thì tôi sẽ theo ngay. Và cho tới ngày hôm nay, thiết nghĩ không nói ra, chúng ta cũng biết khó tìm ra người thay thế, cho đến khi cụ bà Đốc Kén lìa trần, vẫn còn trăn trối với chúng tôi, phải tiếp tục phò giúp ông Quân. Hiện nay, biết bao kẻ có tiền có của, chỉ biết vui chơi đàn đúm, chẳng hề biết đến sự đau khổ của dân chúng. Thậm chí có những người sau khi mà trở về nước du hí, lúc trở ra hải ngoại, còn hãnh diện khoe khoang là đã hưởng lạc, nhất dạ đế vương, sung sướng chơi bời trên thân xác, trên mồ hôi nước mắt của dân chúng. Do đó, một người làm thật, có lập trường chống cộng dứt khoát, có lòng với đất nước, có chủ trương rõ rệt lâu dài như Đức Quốc Công, tức là lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, có đường lối minh bạch, việc cộng, bỏ cộng còn việc, đầy nhân đạo độ lượng là việc không giết việc. Đó, chúng ta thấy đó, Đức Quốc Công có chủ trương đường lối rất là minh bạch, rõ rệt và rất là nhân đạo, đầy tình yêu thương. Cho nên những anh em cán binh bộ đội Đảng Cộng sản hãy quay về với chính nghĩa dân tộc nha. Hãy quay về với chính nghĩa dân tộc. Đó, thì Đức Quốc Công chúng ta, cái đường lối đầy nhân đạo độ lượng, việc không giết việc, có chính tà phân minh, đạp mặt Hồ Chí Minh, có nền tảng dân tộc vững vàng, biết lo nghĩ đến tương lai các thế hệ về sau. Người đã được đồng bào Việt Nam ban tặng cho tước hiệu Đức Quốc Công vì sự hy sinh và tình thương dân yêu nước vô bờ bến của Ngài Đức Quốc Công. Một người anh hùng dám đứng ra nhận trách nhiệm khi mà tình hình cấp bách. Một người đầy đủ cốt cách, đạo đức và khả năng. Chưa hề biết cúi đầu trước ngoại bang hay bị khuất phục trước kẻ thù. Một người mà bạn phải nể, thù phải kiêng, không chỉ là niềm tự hào, vinh dự của chúng ta, không chỉ là một vị lãnh đạo khả kính mà rất xứng đáng đại diện cho công cuộc đấu tranh đối đầu với Cộng sản và xây dựng quốc gia. Chúng ta là những người Việt Nam, chúng ta những người Việt Nam còn có lương tri và liêm sĩ, không những phải tôn quý, phải giữ gìn, phải bảo vệ Đức Quốc Công như một trong những di sản quý báu của tiền đồ dân tộc, phải nói lên sự thật bằng những lời chính nghĩa để hỗ trợ, để xây đắp thêm, thì đất nước chúng ta mới mong dẹp được họa cộng sản, làm cho người dân, làm cho dân chúng bớt khổ và có ngày đất nước được vươn lên trên trường quốc tế. Thì quý vị biết không, mỗi người dân chúng ta hãy cất lên một lời nói chính nghĩa. Hãy nói lên một lời nói chính nghĩa, chỉ cần quý vị nói lên sự thật thôi. Chỉ cần chúng ta nói lên sự thật mà thôi. Như chúng tôi lên đây cũng nói lên sự thật. Sự thật này chúng ta phải công nhận, phải thừa nhận. Và chúng ta phải giữ gìn, bảo vệ Đức Quốc Công như là một trong những di sản quý báu của tiền đồ dân tộc. Tại vì sao? Tại vì Đức Quốc Công đã hy sinh suốt cả đời để mà giúp dân cứu nước. Thì bây giờ quý vị biết vận mệnh của đất nước và sinh mạng của dân tộc Việt Nam là nằm trong bàn tay của Ngài. Nếu như Đức Quốc Công chúng ta có việc gì thì ai là người cứu dân tộc đây? Ai là người cứu đất nước đang trong cái bàn tay loài quỷ đỏ cộng sản đây quý vị? Không có ai đâu. Nói cho quý vị biết, chúng ta giữ gìn bảo vệ Ngài là giữ gìn bảo vệ cái uy tín của Ngài mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng chúng nó dùng tiền mua chuộc,
mua tung ra rất nhiều tiền để mà đánh phá cái uy tín của ngài mà thôi. Cho nên chúng ta, nếu mà người dân chúng ta còn có lương tri, có liêm sĩ, thì chúng ta phải bảo vệ, mỗi người cất lên một lời nói chính nghĩa để bảo vệ cái uy tín của ngài, phải gìn giữ mà bảo vệ ngài. Đó là những cái di sản quý hiếm. Nếu như mà quý vị biết không, cho nên quý vị biết là tụi Tàu Cộng đó, nó tìm đủ mọi cách để nó mà nó giảm cái, nó mướn cái tụi Việt Giang mà chuyên môn lên để mà đặt điều đánh phá, để mà làm giảm cái uy tín của Đức Quốc Công đó quý vị. Cho nên chúng tôi thường xuyên lên đây để mà nói ra sự thật. Chúng tôi chỉ nói ra sự thật thôi. Khi mà chúng tôi biết được sự thật, chúng tôi biết được thật sự Đức Quốc Công là vị cứu tinh duy nhất cho dân tộc Việt Nam. Chúng tôi biết duy nhất chỉ có Đức Quốc Công mới cứu được đất nước Việt Nam. Cho nên chúng tôi mới theo, gọi là phò tá ngài cho đến ngày hôm nay là 5 năm rồi. Đó, không bao giờ thay đổi. Tại vì chỉ có ngài mới cứu được dân tộc và đất nước Việt Nam. Đó, thì quý vị thấy chưa? Bây giờ đất nước Việt Nam chúng ta trong cái đại dịch Vũ Hán này và cộng cái đại dịch cộng sản nữa. Hai cái đại dịch cộng lại nó rất là nguy hiểm. Mà người dân chúng ta chết hàng ngày. Bây giờ chúng tôi nói cho đồng bào nghe, nếu như đồng bào chúng ta biết được, tất cả mọi người dân chúng ta biết được, chúng ta đang có một chính phủ thật sự, chúng ta đang có một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là một chính phủ thật sự, và chúng ta đang có vị lãnh đạo là vị tổng thống Đào Minh Quân, và chúng ta đang có chiến lược để mà triệt tiêu cộng sản, để mà nhổ tận gốc rễ đảng cộng sản, thì người dân chúng ta phải ủng hộ, đúng không? Ủng hộ bằng cách gì? Phải bầu chọn ngài làm tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Đó, để chúng tôi đọc xong cái này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho đồng bào trưng cầu dân ý ha. Trưng cầu dân ý chúng tôi sẽ chỉ tỉ mỉ cho quý vị nghe, để cho những đồng bào anh chị em nào chưa trưng cầu dân ý mà không biết cách thì chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị nha. Để chúng tôi đọc hết cái thông báo này cho quý vị. Rồi, không những thế, bên cạnh Đức Quốc Công còn có những thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là những chiến hữu đồng nhiệm xứng đáng của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Họ đương nhiên cũng đồng lòng son sắt, chung gan đấu cật, biết hy sinh, can trường, dấn thân vì chính nghĩa, vì lý tưởng dân tộc, thì lũ Cộng sản Việt Nam dù có đông đến mấy mà chỉ là phường bán nước buôn dân, loại giá áo túi cơm, cá nhân thủ lợi, là loại Việt gian chỉ biết vọng ngoại, nhục nhã làm tay sai cho giặc Tàu để vinh thân phì gia, thì trước sau cũng chỉ là những kẻ tội đồ của dân tộc mà thôi. Đúng, đúng rằng y như vậy đó quý vị, chính xác đó. Cho nên chúng nó, cái tụi Việt gian, quý vị thấy không, nó làm coi như là nó thâu tóm, nó lo giá áo túi cơm cho cá nhân, nó thủ lợi thôi. Nó không biết người dân chúng ta đau khổ, nghèo khổ, sơ sát, khổ sở như thế nào đó, không cần biết nha. Trong khi người dân chúng ta lang thang ngoài lề đường đó, đi giơ tay xin từng, lấy từng ổ bánh mì, từng hộp cơm, từng bó rau đó, từng đồng bạc để sống lây lất qua ngày, quý vị thấy có đau xót không? Quý vị thấy có chịu nổi không? Trong khi những cái tên á, chúng tôi nói chưa nói năm tên đầu sỏi cộng sản nè, nói cái tên mà cấp quận, cấp tỉnh thôi, là nó đang ngồi ở trong biệt thự đó, nó ăn sơn hào hải vị đó, nó ăn toàn là thứ cao lương mỹ vị không à, nó uống rượu Tây rồi, nó uống bia Heineken không à, để mà quý vị biết nó ngồi nó rung đùi, nó nhìn người dân chúng ta quỳ lại nó, để mà quỳ lại nó để mà nó đừng có cướp đất, cướp mùa màng. Nhưng mà nó đâu có thương cảm đâu quý vị. Nó là loài quỷ đỏ, nó là máu lạnh, nó không có nước mắt, nó không có tình thương nha quý vị. Đó. Rồi, chính phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ với tinh thần Đào Minh Quân đã chứng minh trước quốc tế, trước quốc dân bằng chính sinh mạng của họ, bằng máu, bằng mồ hôi đã tuôn ra trong các trại tị nạn cộng sản vùng Đông Nam Á để binh vực đồng bào, để bảo vệ dân không hề bị khuất phục trước cường quyền, sau hàng rào kẽm gai, dù không có một tấc sắt,
không có quốc tế hay đồng minh bên cạnh, họ vẫn anh dũng kiên cường, kiên trì đấu tranh cho nhân quyền, không để đồng bào Việt Nam bị chà đạp, bị đàn áp, bị khinh khi, làm nhục trong các trại tị nạn, trước các vòi phun thuốc độc, trước các họng súng, dùi cui, khói cay của bọn đầu gấu. Cuộc đấu tranh thần thánh này đã vang dội từ các trại quay hát tại Á Châu, High Island, cho đến Sikhiu, Bidon, Galang, từ Thái Lan đến Mã Lai, từ Hồng Kông cho đến Nam Dương, Galang 1, Galang 2. Những đồng nhiệm của Tổng thống Đào Minh Quân đã từng sống chết với đồng bào. Tuy có người gọi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ là một nhóm nhỏ, nhưng nhóm nhỏ này đã từng đánh bại âm mưu của Cộng đảng Việt Nam và Cộng sản quốc tế tại Liên Hiệp Quốc, tại UNESCO, đã và đang trường kỳ tranh đấu cho sự trường tồn của nòi giống Việt, làm rạng danh bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa, đã viết lên những trang sử cận đại oai hùng nhất của Việt sử. Họ đã làm chấn động nhân loại, đã để lại một thiên trường ca đấu tranh đầy tự hào, bất khuất và bất tử của người Việt Nam tị nạn Cộng sản. Trong lúc những nhóm lớn tài cao học rộng, chữ nghĩa đầy mình, thì chạy lòng vòng, rượu chè tụ họp nhau như những đàn vô thức vô lương tâm. Thử hỏi, khi dân ta đau, khi dân ta bị hà hiếp, khi dân ta bị chà đạp, bị trấn áp, bị bỏ rơi trong các trại tị nạn, ai dám đứng ra? Ai đã hy sinh cho đồng bào? Ai xứng đáng? Ai có tư cách? Ai có khả năng? Hiện nay, Đức Quốc Công đã là Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và Hiến pháp Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã xác nhận công đức của Tổng thống và Quốc hội đã thay mặt dân chúng ban cho Đức Quốc Công, tức là ban cho Ngài, tước vị là Đức Quốc Công. Chỉ có ông mới tập hợp được những nhà ái quốc chân chính. Chỉ có ông mới được đồng bào liều chết bảo vệ. Chỉ có ông mới làm sống dậy truyền thống hào hùng của dân tộc. Chỉ có ông mới làm rạng danh nòi giống hùng Việt. Chỉ có ông mới đánh bại được giặc Cộng. Chỉ có ông mới đem lại hạnh phúc, ấm no cho dân và an bình, thịnh vượng cho quê hương. Ai biết sự thật mà chối bỏ hay im lặng là người vô cảm. Ai biết đến một người yêu nước, thương dân vô bờ bến như ông Quân, tức là như Đức Quốc Công đó, mà không biết kính trọng là thiếu ý thức. Kẻ nào xúc phạm đến Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân là xúc phạm đến toàn dân Việt Nam, là phản quốc, là tội đồ của dân tộc. Đó, cho nên đồng bào chúng ta nghe cho kỹ, và những tên Việt gian nghe cho kỹ. Đó, nếu như mà kẻ nào mà xúc phạm đến Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân là xúc phạm đến toàn dân Việt Nam. Tại vì Đức Quốc Công là cứu toàn dân Việt Nam. Mà chúng ta, mà những kẻ Việt gian mà nó xúc phạm, tức là nó xúc phạm đến người dân tộc Việt Nam rồi, thì đó là kẻ phản quốc, là tội đồ của dân tộc. Hiện nay, sau cái chiến thắng lẫy lừng ngày 14 tháng 4 năm 2021, khi mà Tòa án Môi trường Quốc tế phán quyết Tàu Cộng đã thua Đức Quốc Công và buộc phải bồi thường cho ông với số tiền lên đến 38.000 tỷ Mỹ Kim, và năm tên đầu sỏ Cộng sản cũng đã không thoát, mỗi tên đều bị phạt 20.000 triệu Mỹ Kim, cùng với 1 triệu tên đảng viên đồng lõa phải chịu trách nhiệm liên đới, chắc chắn lịch sử Việt Nam và nhân loại sẽ phải ghi khắc tên Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, con người của tình yêu, hy vọng mà Thượng Đế đã sai đến để tiêu trừ tà thuyết Cộng sản, xoa dịu vết thương trần ai, dẫn đưa Việt Nam và nhân loại vượt qua cơn đại dịch trầm luân hiện nay, để tiến đến thời Thượng Nguồn Thánh Đức và kỷ nguyên tân dân hạnh phúc, an lạc trường tồn. Thành tựu này có được hay không là phải do toàn dân biết chung lòng, chung sức, chung tâm huyết và trí tuệ với Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân. Trân trọng kính chào Văn phòng Thường trực
Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thì quý vị vừa nghe qua cái thông báo này thì hơi dài, cho nên chúng tôi cũng có giải thích thêm. Thì chúng ta thấy đó, bây giờ đâu có ai bằng Đức Quốc Công đâu quý vị. Thương dân yêu nước cũng vô bờ bến. Không có ai thương dân tộc, thương đất nước Việt Nam bằng Tổng thống Đồng Minh Quân đâu quý vị. Đó, cho nên chúng ta phải biết cái điều này. Và chúng ta phải cùng chung tay chung sức để mà quyết tâm gọi là cùng tâm huyết để mà với trí tuệ, tức là và trí tuệ với Đức Quốc Công, Tổng thống Đồng Minh Quân, thì chúng ta mới cứu được đất nước Việt Nam. Rồi bây giờ đó, bây giờ anh chị em nào, đồng bào nào ở trong nước mà chưa trưng cầu dân ý, chưa trưng cầu dân ý, thì quý vị hãy vào cái đường link để trưng cầu dân ý. Đúng là đồng bào Việt Nam phải có nhiều cảnh oan khiên nghiệt ngã, không thể tưởng tượng nổi. Đây, chúng tôi sẽ chỉ cách cho quý vị trưng cầu dân ý. Thí dụ như thế này, để trên đây cho dễ nhìn. Đây, đây, bây giờ đồng bào, nếu mà ai chưa biết cách trưng cầu dân ý thì có thể nhìn vô đây. Thí dụ đây là đây là last name, họ, tức là cái họ của mình đây nè. Thí dụ như là như thế này. Bây giờ, nhưng mà quý vị nhớ nha, khi mà quý vị trưng cầu dân ý, quý vị phải viết bằng chữ in và không có bỏ dấu nha quý vị, không có bỏ dấu. Thí dụ như bây giờ đây là chúng tôi, thí dụ như là cái họ thì chúng tôi là họ Võ đi ha. Rồi bây giờ là cái tên lót nè, tức là tên đệm đó, là giờ là Kim đi ha. Đó thì chúng tôi sẽ, có nghĩa là chúng ta phải ghi chữ in mà không có dấu nha quý vị, đừng có ghi dấu. Rồi first name, thí dụ như bây giờ first name là cái tên của mình là tên Lan đi, tên Lan nè, đó đó, thí dụ là Võ Kim Lan ha. Thí dụ quý vị thấy dễ không đó, quý vị thấy dễ không đó. Rồi tiếp theo nè, đó, cái này nó giống như tin nhắn nè, tức là tiếp theo nè, tức là ngày tháng năm sinh đó, ngày tháng năm sinh, rồi đến số nhà đường, số nhà đường, rồi thành phố ở thành phố, rồi tỉnh, tỉnh, rồi quốc gia, ví dụ quốc gia Việt Nam. Quý vị coi như là mình quốc tịch đó, quốc tịch nào đó thì chúng ta ghi vào đây. Rồi điện thoại nhà, điện thoại phone nhà nếu có ghi vô, rồi điện thoại di động có ghi vô, rồi Facebook tên em, Facebook tên gì chúng ta ghi vô đây đó, chúng ta ghi vô đây. Rồi bằng lái xe đó, số bằng lái, số chứng minh nhân dân, ở đây quốc tịch nè, ở đây quốc tịch, còn ở đây là quốc gia. Đúng rồi, quốc gia có nghĩa là chúng ta đang ở quốc gia nào, chúng ta đang ở Việt Nam hay là ở quốc gia nào là chúng ta ghi đây, tỉnh quốc gia. Còn ở dưới này là quốc tịch, rồi người giới thiệu đó, nếu có, còn không có thì thôi. Rồi tôi xin làm công dân Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, và bầu ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân nguyên là thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Đó, chúng ta đồng ý bầu thì chúng ta phải chấm vào đây, quyết định chấm vào đây, rồi Z chấm vào đây, ở chỗ chấm này đó, chúng ta bầu chúng ta phải chấm vào cái chỗ quyết định là cái chỗ Z đó. Rồi nếu quý vị muốn tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thì xin quý vị điền vào dưới, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị. Rồi xong, quyết định Z có. Rồi cuối cùng là quý vị bấm vào đây, bấm cái chỗ gửi đi nè, chỗ submit nè, chỗ gửi đi nè. Đó, thì khi mà quý vị bấm vào đây thì sẽ hiện ra cái số ID cho quý vị. Quý vị ghi vô đó để khi mà Đức Quốc Công về nước đó, để mà làm thẻ căn cước ở cho đồng bào nha. Đó, thì ví dụ khi mà quý vị lên cái đây nè, trên cái Facebook đó, thì quý vị vô cái link www.trưngcầudânýt, là viết tắt thôi, rồi .us. Thì ở trên link này, các cái đường link ở trên đây nè, rất là đầy đủ, rất là đầy đủ. Đó, chúng ta, đó, quý vị thấy không?
Đó, chúng ta bấm ra rồi nó giống như cái chỗ tin nhắn chúng ta điền đầy đủ vô thôi, rất là đơn giản. Tại sao mà đồng bào phải bầu chọn thủ tướng Đào Minh Quân làm tổng thống? Tại vì chúng ta là một công dân trong một quốc gia, trong một đất nước Việt Nam, mà quý vị không bầu thủ tướng Đào Minh Quân làm tổng thống của quý vị, tức là chúng ta muốn có một vị tổng thống để lãnh đạo đất nước, để mà thay đổi cái chế độ tà quyền cộng sản Việt Nam, để thay đổi cái chủ thuyết tà quyền cộng sản Việt Nam, thì chúng ta phải bầu chọn một vị lãnh đạo để mà trở về nắm chính quyền, lo cho dân, trong đó cũng có chính quý vị và gia đình của quý vị, đúng không? Còn nếu quý vị không bầu chọn Đức Quốc Công thì quý vị không phải là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó, chúng tôi nói rõ cho quý vị biết. Đó, quý vị nào mà chưa bầu Đức Quốc Công, chưa bầu Thủ tướng Đào Minh Quân làm Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì quý vị chưa phải là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì nếu như sau này mà Đức Quốc Công về nước thì quý vị chỉ là một quốc dân trong một quốc gia thôi, thì quý vị không phải là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì quý vị sẽ không có những cái quyền lợi chính đáng, những cái phúc lợi mà quý vị phải được hưởng. Thành thử ra do quý vị phải chọn thôi. Mà trong khi đó, đồng bào nên nhớ rằng bây giờ đang sống trong một cái cảnh khổ sở tận cùng địa ngục, mà tại quê hương của mình đó, thì quý vị thấy Đảng Cộng sản nó ác như thế nào? Tại vì nó không phải là do người dân bầu, nó không phải là của người Việt Nam, nó là tàu cộng do tên Hồ Chí Minh lập ra mà thôi. Thì bây giờ chúng ta muốn Việt Nam Cộng Hòa thật sự, Việt Nam Cộng Hòa thật sự, tức là Tổng thống Đào Minh Quân trở về để mà lo cho dân, thì quý vị phải trưng cầu dân ý, phải vào cái link trưng cầu dân ý bảo tổng thống nha. Thì chúng ta phải bầu chọn ngài làm tổng thống của chúng ta, của người dân chúng ta. Thì chúng tôi mong rằng, chúng tôi cũng thường xuyên lên đây, chúng tôi thường xuyên phổ biến, mà cũng mong rằng đồng bào anh chị em phải, ai chưa trưng cầu dân ý thì phải trưng cầu dân ý. Và ngay cả những các anh cán binh bộ đội Cộng sản Việt Nam cũng vậy, cũng phải trưng cầu dân ý để mà bầu chọn Đức Quốc Công làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, để trở về giúp dân cứu nước, thì chúng ta mới giải thoát được cái ngục tù, cái cai tù, cái sự thống trị của Cộng sản Việt Nam mà do tàu cộng nó cầm đầu, nó chỉ định nha quý vị. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ mở cho quý vị xem cái trưng cầu dân ý nè, cái hướng dẫn trưng cầu dân ý này. Kính mời đồng bào trưng cầu dân ý vào trang tcdy.us hoặc tcdy.info, giao diện sẽ hiện ra, bạn điền thông tin và mẫu có sẵn, họ, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Và những thông tin liên lạc như Facebook, email. Thank you.
Đó, chúng ta phải đồng bào nào, anh chị em nào chưa trưng cầu dân ý phải cố gắng trưng cầu dân ý nha. Rồi trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi Thiếu tướng Võ Kim Lan, Chỉ huy trưởng Đoàn Nữ Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhân đây chúng tôi cũng mời gọi chị em phụ nữ khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là trong nước, cùng tham gia vào Đoàn Nữ Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị sẽ, nếu quý vị cần liên lạc thì vào cái email nữ quân nhân s chắc là bên Việt Nam hay gọi là A cộng đó, rồi chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời viết tắt .com đó, thì quý vị cứ vào email đó, và chúng tôi cũng có đăng trên cái trang của nữ quân nhân và trang cá nhân là Kim Lan Nguyễn, Kim Lan Võ, về cái email của nữ quân nhân. Nếu như vị nào, chị em phụ nữ nào mà có tấm lòng đối với đất nước và đang lâm nguy, đối với đất nước và dân tộc chúng ta đang lâm nguy, thì cũng chân thành mời gọi quý chị em phụ nữ tham gia vào Đoàn Nữ Quân nhân nha quý vị. Có gì quý vị nào mà muốn tham gia thì liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng, hân hạnh để mà chào đón quý vị. Đó, thì chúng ta mỗi người một tay để mà cùng giúp, để mà cùng nhau giúp dân cứu nước. Đó, để mà xây dựng, tái thiết đất nước, để Việt Nam chúng ta mỗi ngày một giàu mạnh, để mà phú cường, thịnh trị trên quê hương Việt Nam dấu yêu của chúng ta. Đó, kính cảm ơn quý vị. Thì trước khi chia tay, chúng tôi Thiếu tướng Võ Kim Lan, Chỉ huy trưởng Đoàn Nữ Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trân trọng kính chào tạm biệt Ngài Đức Quốc Công. Kính chúc Đức Quốc Công và đệ nhất phu nhân cùng gia đình luôn tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng. Nguyện xin ơn trên Thượng Đế Trời Phật gia hộ độ trì, chúc phúc cho công cuộc giúp dân cứu nước, giải thể tà quyền cộng sản tại Việt Nam được thành công viên mãn. Kính chúc Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đồng nhiệm cùng tất cả quý đồng bào, anh chị em và các cháu luôn được nhiều sức khỏe và bình an. Trân trọng kính chào. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.